Tao thấy một cục này ngay bao lâu rồi. Ngay chỗ mình để gì bán. Linh Nguyễn này sao? Sao kỳ vậy? Không ai vậy? Vô rồi đó. Mà không hẹn người xem luôn. Đang xem mới rồi mà không thấy hiện người. Hả? Mới hả? Ủa sao nó không hiện mắt xem vậy? Chị nào thấy em không? Có ai thấy em không mấy chị? Sao mời em ra hết vậy? Ai thấy em chấm bài chào nhau nha mấy chị nha. Tối nay lên xã hàng lẻ sai gọi là kinh khủng khiếp luôn. À, hello Bích Như nè, trời ơi mừng quá. Có thấy Bích Như rồi. Chị nào đang xem chấm bài lên nha mấy chị nha. Facebook dạo này gọi là quá là ẩn tương tác rồi. Hello chị Quỳnh Như. Rồi chia sẻ like giùm em mấy chị. Chia sẻ like để săn hàng giá rẻ nè. Bữa nay lẻ sai xả rẻ lắm luôn. Xả rẻ hơn là những like trước nha. Bình thường like trước bán 49.59 39.49.59. Bữa nay sẽ giảm mạnh luôn. Tại vì đa số là đều còn hàng lẻ sai. Nó phải là chủ yếu là sai nhí nhiều đó. Nên là sẽ sale cho hết đi, sale cho hết để về hàng mới nha mấy chị nha. Chị nào bữa nay mình chịu khó mình săn like giùm em. À, không có đủ ri đủ bộ giống như là giống như là hôm qua hôm kia gì. Nhưng mà ngày hôm nay luôn mấy chị chịu khó săn hàng lẻ size đi là mình sẽ được săn với giá gọi là siêu rẻ luôn. Hello Mỹ Lệ Nguyễn nè. Rồi chấm bài chia sẻ like lên giùm em nha. Đầu like em tri ân cho mấy chị rẻ lắm luôn. Đầu like tri ân đồng giá 19.000 nè. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Đầu like tri ân rẻ ơi là rẻ luôn đi. Đây mấy bộ ba rip này hôm giờ còn hoài nè. Mấy bộ ba rip này rồi xả luôn đi. Chia sẻ like mới bán nha. Còn không chia sẻ like là không có bán 19.000 đâu mấy chị. Nên là chị nào chưa có chia sẻ like thì mình nhanh tay chia sẻ like để không có bỏ qua được nhiều cái mẫu hot nha. Với lại là rẻ ơi là rẻ luôn đó. Với giá là 19.000 thôi. Nên là chưa chia sẻ like thì nhanh tay nè. Chia sẻ 19, chưa chia sẻ 29 chứ bình thường. Chị nào mà có chia sẻ like rồi thì em mới chốt với giá là 19.000. Còn không chia sẻ like là không chốt luôn, thiệt sự luôn nha. Nên là lúc đó mấy chị đừng có giận em nha. Rồi ok em lên mẫu nhanh luôn để mấy chị không có đợi lâu nè. Ngày hôm nay là mẫu hot rất là nhiều luôn. Với lại chị nào bé sai nhí là ngày hôm nay nhớ săn hàng nha. Quá trời là quá đắt luôn. Rồi hello Vân Vân nè. Hello bé Thảo nha. Ok em lên mẫu luôn. Rồi đầu like lên cho mấy chị bộ này nè, hàng bo rip nè, còn có một bộ à. Trời ơi bán mấy ngàn hàng rồi, thôi lời nhiều quá rồi, bây giờ xả bộ này luôn 19.000. Lên giùm em là mã 2, 19 nha, mã 2 rồi, 19.000. Size 8-10kg, hàng bo rip xịn luôn. Lấy mã 2 lên mã 2 nè. Mã 2 19.000 giùm em. Rồi bộ này còn size 6 cho đến là 13kg vừa. 6kg đến 13kg là 19.000 luôn. Lên giùm em là mã ngựa kèm theo số ký. Chị nào lấy ngựa lên ngựa nè. Hàng sale rồi mấy chị chốt chắc giùm em nha. Mã 2 chị Quỳnh Như đổ lê nè. Rồi ngựa size 6 cho đến là 13kg 19.000 luôn. Hàng bo rip xuất xịn. Mấy bộ này không bao giờ có giá 19.000.
Mã ngựa kèm theo số ký. Size 6kg cho đến là 13kg vừa. Lên giùm em là ngựa nè, 19.000 một bộ. Lấy ngựa lên ngựa nha. Chia sẻ like giùm em chị nha. Bé Thảo chia sẻ like lên giùm em luôn mấy chị. Bán lỗ rồi phải chia sẻ like mới chốt, còn không chia sẻ like là không chốt được luôn. Rồi, chị nào lấy ngựa lên ngựa kèm theo số ký nha. Size 6 cho đến là 13kg vừa. 6 đến 13kg 19.000. Ngựa 19 nè. Trời ơi, bộ Minky. Bộ Minky size 8kg 9kg luôn. Minky này size 7 đến 9kg vừa nè. Chia sẻ rồi mà không thấy hiện luôn. Rồi ok nè. Cho bé Thảo nè, 19.000 chia sẻ công khai mấy chị nó mới hiện lên người chia sẻ, còn chia sẻ không có công khai là nó không có hiện đâu. 7 đến 9kg vừa nha, hàng Minky mom luôn. Bé trai bé gái đều bận được nè. 19.000 lên mã số 1. Chị lấy số 1 lên số 1. Còn một bộ à. Số 1 19.000. Mã 1 19. 12 14kg vừa nha, bộ bé gái baby doll nè, hàng 49.000 sale luôn. Chị 22.000. Lên giùm em là mã số 4 đi. Chị lấy số 4 lên số 4 nè. Số 1 cho Trần Bảo Thi nè, 19.000. Mã 4 nha, 12 14kg. 12 14kg vừa, 22.000. Lên giùm em là số 4 nè. Số 1 hết đó chị. Số 1 hết. Rồi 7kg đến 9kg vừa nè. Mã xanh đen đây, chị nào lấy xanh đen lên xanh đen nha. Xanh đen 19.000. Xanh đen nè, 7kg 9kg. Minky thun lạnh á. Xanh đen 19.000. Mã 4, mã 4 22 cho Quỳnh Như Đỗ Lê nè. Xanh đen 19.000. 7 đến 9 kg vừa. 22. Xanh đen. Xanh đen này Vân Vân có chưa? Xanh đen nè, xanh đen cho Bích Như được. Vân Vân hình như hồi chiều có rồi đó. Bích Như 19.000. Xanh đen Bích Như 19 nè. Rồi bộ Minky nè, gấu nè. Gấu size 7 đến 10 kg. Lên giùm em là gấu kèm ký luôn, 19.000 mấy chị. Chị nào lấy gấu lên gấu nha. Hôm nay trai gái nhí đại gì em cũng chốt hết luôn. Để chị kiểm tra lại Bích nha. Hồi chiều giờ chưa coi nữa. Rồi 7 đến 9 kg vừa nè. Mã gấu hàng Minky 19.000. Lên giùm em là gấu kèm size. Chị nào lấy gấu lên gấu nè. Gấu cho Vân Vân nè. Vân Vân 19.000. Gấu 19 nha mấy chị. Gấu không có 12, gấu này là size số 3 à. Gấu này còn bộ size số 3. Gấu còn số 3 thôi. Lấy gấu lên gấu. Bé trai còn một bộ size 16-18kg vừa nha, 29.000. Lên giùm em là NY. Chị lấy NY lên NY nè. NY 29.000. Mã NY có một bộ thôi, lên giùm em là NY 29 luôn nha. Rồi bộ này như cũng size. Size này cũng size to luôn. Đó 12kg hết size rồi. Bộ này size to đùng nè. Mày size 24-26kg vừa. Bộ hàng sản size đại luôn, 24-26kg nha. 25.000. Lên giùm em là mã 25 đi. Chị lấy 25 lên 25 nè. Hàng sản. Bộ này còn 25.000. 24-26kg nha. Lấy 25 lên 25. 25 nè. Rồi còn nhiều size lắm nên là em phải coi size lại. Rồi mã này 20-22kg ha. Lên giùm em là mã 22. 25.000 luôn. Hàng sản bé trai bé gái gì đều bận được mấy chị. Riêng cái áo này không là cũng phải 30-40 ngàn một cái rồi. Rồi 22-24kg. Lên giùm em là mã 22 nè, 25.000. Chị lấy 22 lên 22 nha, form to đùng luôn. 22 nè. Mã 25 này em còn size từ 22kg cho đến là 26kg á. 22 đến 26kg vừa. Chị lấy lên giùm em là mã 25 kèm theo số ký nè. Mã 25 kèm ký. Có 18-20kg nữa nè mấy chị. Có 18-20kg luôn nha. Mã 25 kèm size luôn. Em có 18 cho đến là 26kg vừa. Mã này chất siêu đẹp luôn á. Lên giùm em là 25 nè. Như còn bộ size nhỏ đây nữa. Rồi có từ 15kg, có từ 15kg cho đến là 26kg. 15 đến 26kg vừa nha. Chị nào lấy 25 lên 25. 25 kèm ký giùm em. 25-26kg chị chăm hàng.
chăm hàng 25.000. Chăm hàng 25. Từ 15 cho đến là 25 kg vừa. Chị nào lấy lên giùm em là mã 25 kèm size nha. 25 kèm size nè. 25k thôi. Rồi có một con áo size 18 20 kg vừa nè, sơ mi 18 20 kg. Lên giùm em là mã số 7 đi, mã số 7 nè, sơ mi 19.000. Mã 7 19.000, 18 20 kg vừa. Còn cái là xả luôn. Lấy mã 7 lên mã 7 nè. Mã 7 19k. Rồi bộ này chất nó gọi là kinh khủng luôn. Size này là 15 cho đến là 22 kg. 15 đến 22 kg vừa nè, bộ muối mè nè, hàng này là Adidas xịn chuẩn luôn mấy chị nha. 29.000. Lên thì em làm mã đát nè. Size này là 15 cho đến là 22 kg vừa. Lấy đát lên đát giùm em 29.000. Bộ này bán 29.000 là lỗ 10.000 một bộ á. Còn có một màu này thôi nên là em sale luôn 29.000 nè. Muối tiêu muối mè. Chất nó đỉnh của đỉnh luôn mấy chị, 29.000 nha. Mã đát kèm theo số ký luôn 29k. Chất này là hàng gọi là hàng cao cấp luôn á, hàng xịn sò cao cấp. Mã 29, mã đát 29.000 kèm size nha. Chấm bài lên giùm em nha chị nha. Nào lấy đát lên đát nè. Đát 29. Lấy coi, lấy rồi, biết rồi, lấy rồi. Mã đát kèm ký luôn 29.000. Size 15 đến 22 ký vừa. Lên đát nè. Rồi, bộ mấy bộ Puma này hàng đuổi mà size to em sale luôn. Size này 14 đến 16 kg nha. 14 đến 16 kg là 29.000. Mã Puma xám đi, chị lấy Puma xám. 29.000, 14 đến 16 kg. Đắt 15 chị Trâm Huyền. Đó chị Trâm Huyền. 29.000. 14 đến 16 kg vừa nè, 29.000. Lên giùm em là Puma nha. Lấy Puma nè, Puma này còn một bộ duy nhất à. Puma 29k. Puma 29 nè. 16 đến 18 kg đó mấy chị. Lấy Puma lên Puma. Mùa hè là mặc mấy cái bộ này là gọi là siêu mát luôn. Puma chị Tạ Phương nè, 29.000. Rồi, màu size này 10 cho đến là 18 kg vừa nè. Lên giùm em là màu cam. Cam kèm size nha. Cam kèm size. Hàng đuổi này nó xịn sò lắm luôn mấy chị, mát rùi rùi luôn á. Size 10kg cho đến là 18kg, 29.000. Lên giùm em là cam 29 nè. Cam 29.000 kèm ký luôn. Màu cam nha, màu cam này làm có size từ 10 đến 18kg luôn. Cam cho Kim Vi nè, 29.000. Rồi màu cuối cùng. Màu cuối cùng size 10kg cho đến là 16kg. Cam nhỏ nhất rồi, hết cam nhỏ nhất rồi chị ơi. Nó cam nhỏ nhất rồi. Rồi, cái này có size 10 đến 16 kg vừa nè. Lên giùm em là mã nu. Lấy nu lên nu nè, có 3 màu thôi. Mã nu nha. 29.000 luôn. Mã nu 29k. Nu 29. 10 cho đến là 16 kg, mấy cái mẫu này mà không chốt nữa là thiệt sự luôn, không có thể nào có những mẫu nào đẹp hơn đó mấy chị. Cam 16 chị Diễm Chương. Diễm Chương nè, 29.000. Vải này mát lắm luôn. Rồi lên em làm một cam với nu nha. 29. Adidas hàng Quảng Châu. Đáp hàng Quảng Châu nè, size 15 cho đến là 20 kg vừa. Adidas hàng Quảng Châu nha, cái chất là mát rùi rùi luôn á. Chất hàng xốp như thế nào là hàng này như vậy luôn. 35.000. Rẻ chưa? Lên em là mã 35 kèm size nè. 35 kèm size. Nu nè. Nô 15kg. Nô 15-17kg nha. Bộ này 15-16kg vừa nè. Nô này em còn 10kg cho đến là 16kg. Mấy chị lấy nô lên nô nha. 10-16kg. Mã nô kèm theo số ký giùm em luôn. 29.000. 29-29. Chị Quỳnh Như chuyển tiền rồi. Ok chị nè, để em kiểm tra nha. Size 15 đến 20 kg vừa nè. Bạn nào khách quen nhà em lấy cái này đi. Chất nó đẹp lắm luôn mấy chị. Hàng cao cấp xịn sò nha. Lên giùm em là mã đát kèm mã 35 kèm size. Ok nè, lấy bé gái cho chị đi. Chị nào lấy 35 lên 35 nè. 35 kèm ký mấy chị. Ừ, bé kinh nghiệm.
35 kèm ký. Lô 15 cho Thúy Linh. Thúy Linh 29.000. Mã 35 kèm size mấy chị. Trời ơi, bộ này chất nó đẹp kinh khủng khiếp luôn á. Nhận hàng về bộ này là siêu mê nha. Lên mã đát nè. Lấy đát lên đát. Bé gái tiểu thơ. Cái đó size size SML chứ không có cỡ số 5 á. Tiểu thơ size 8kg cho đến làm 22kg vừa. Tiểu thơ này sale bao nhiêu đây? Rồi sale luôn 39.000 luôn. Hàng 59.000, bữa nay sale 39.000 nha. Lên mẹ em là hồng nè, rồi lấy hồng lên hồng. Size 8kg cho đến là 24kg. 8-24kg vừa, 39.000 bộ tiểu thơ. Hồi sáng còn like 49.000 luôn, bây giờ like 39.000 nè, giảm 10.000 một bộ. Không lấy là ngày mai lên lại giá 49.000 lắm chị. Em bán hàng tùy tâm trạng lắm. Nói chung là thích giá nào bán giá đó thôi à, chứ không có theo một cái gọi là barren nào hết á. Rồi lên em là mã hồng nha. Chị nào lấy hồng lên hồng. Hồng size 8kg cho đến là 24kg vừa. Tiểu thơ mặt nhà. Bộ này mặt nhà gọi là siêu cưng luôn á. 39.000. Tiểu thơ hồng 39.000 nè. Vải mềm mịn siêu đẹp luôn. Lấy hồng lên hồng nha. Hồng 39. Bé gái đâu hết rồi. Hồng 39.000 nè. Mẫu này mà sale 39.000 nữa mà không chốt nữa là tiếc lắm. Rồi lên em là hồng 39k nha. Size 8-24kg. 8-24kg vừa. Ừ, đây. Lấy hồng lên hồng. Hồng 39.000. Hồng cho Thiên Dung nè. Lấy các số 5 cho Thiên Dung nè. 16-18kg size số 6 nè. Rồi xả chị luôn 29.000. Lên em là mã vàng 6 đi. Vàng 6 29.000 nha. 16-18kg vừa. Vàng 6 29k. Số 4. Không. Cái gì nguyên ri đó mà không có hả? Riêng ri đó là đủ số luôn á. 20-22kg. Lên em là mã nhện đi. Chị nào lấy nhện lên nhện nha. 29.000. Nhện 29. 20-22kg vừa nè. Mã nhện 29.000 mấy chị. Lên em là nhện. Nhện 29. Trời ơi. Bộ này hàng của Vân Nhi Kids size 8-10kg vừa nha. Hàng của Vân Nhi nè. Size 8-10kg. 29.000. 29.000. Lên dùm em là mã đỏ 1. Chị lấy đỏ 1 lên đỏ 1 nè. Tay ngắn quần dài size size 8-10kg vừa. Mã đỏ 1 nè. 29.000. Trời ơi, khách ơi là khách, càng là thấy xem quá. Đỏ 1 cho Quỳnh Như đổ lên. Đỏ 1 ít luôn, ốc có thị chậm rồi. Rồi 6-12kg. Size này 6-12kg vừa nha. 29.000 anh. Đỏ 1 hết, đỏ 1 hết rồi. Rồi 6-12kg vừa nè. 39.000. Lên giùm em là hoa đỏ. Bộ bơ sao 35.000, size 6-15kg. Rồi hoa đỏ nha. Hoa đỏ size này 6-12kg. Chị lấy hoa đỏ lên hoa đỏ. Hoa đỏ 39.000. Thiết kế là bữa nay toàn giảm 10.000, 20.000 bộ không à. Hoa đỏ 39 nè. Rồi còn màu nu nè mấy chị. Màu nu này size, nu này xả luôn. Nu này size 9-11kg. Nu này là 9-11kg nè, 29.000. Chị lấy nu lên nu nha. Quảng Châu xịn luôn á. 29.000, hàng của Vân Nhi Kit nè. Hoa đỏ 9kg cho Tuyết Mai. Tuyết Mai nè, 39.000. Size 9-11kg vừa nè. Lên giùm em là con nu nha. Nu, nu 29. Nu 29 cho Lưu Thị Cẩm Nhung. Nu 29. Hết rồi Út Ngô Thị ơi. Rồi 29.000 luôn. Size này là 7kg đến 9kg nè. Bộ ngố bé gái 29.000. Chị nào lấy ngố lên ngố. Ngố đỏ. Ngố đỏ 29.000. Bơi này 35.000 nè. Size 6 đến là 15kg vừa. Set 3 chi tiết luôn 35.000 nha. Vải là chuẩn xịn của đồ bơi luôn mấy chị nha. Chứ không phải là vải có tông thường đâu. Vải này là vải bơi. Út Ngô Thị sao ấy. Sao Lưu Thị Cẩm Nhung một vòng rồi. Sao Lưu Thị Cẩm Nhung một vòng nha. Để em chụp ảnh màn hình lại cho mấy chị nào mà sợ trước sợ sau gì cứ inbox cho em. Em sẽ gửi qua cho. Còn mấy sao like cứ sao like cứ cứ coi lại like là biết nữa ha. Rồi bơi cho Huỳnh Ha, Huỳnh Hoa em.
Huỳnh Hoa. Sao chị ơi? Cảm như chị ơi, cảm ơn chị Bình Như nè. Bộ mối này 29.000. Chất này là chất Quảng Châu luôn nha. Đơn trên 100.000 đi. Rồi lên em làm mã ngố nè, chị nào lấy ngố lên ngố. Ngố 29.000. Size 8 kg. 8 kg 9 kg. Rồi 8 đến 10 kg vừa luôn, 8 đến 10 kg vừa nè, 35.000. Lên em làm mã nơ vàng. Nơ vàng 35, size 8 đến 10 kg nha. Chị lấy nơ vàng lên nơ vàng nè. Nơ vàng 35.000. Ngố đỏ cho Út Ngô Thị nè, 29.000 nè. Ai cũng trả tiền như nhau hết á, nên là em sẽ không có thiên vị ai đâu. Ai trước thì chốt trước thôi à. 18-20kg vừa nha, 35.000. Lên em là mã 7. Chị lấy mã 7 lên mã 7 nè. Mã 7 35k. Nơ vàng 35 cho Tiết Mai. Rồi mã 7 35.000. Rồi váy này còn size ngố không có 13. Váy này còn size 9kg cho đến là 13kg vừa nè, 35.000. Lên giùm em là mã hoa luôn, chị nào lấy hoa lên hoa nha. Hoa size 9 cho đến là 13kg vừa. Mã hoa kèm theo số ký nè, 35.000. Chị nào lấy hoa lên hoa 35. Hoa 35.000. Rồi này còn size 8 đến 10kg luôn, hoa tím. Nu hết rồi, còn có mỗi cái một bộ à, nên sale lỗ luôn đó. Hoa tím này size 8 đến 10kg nè, 39.000. Màu tím này quá lạ luôn. Chị nào chưa có màu tím này chốt liền nha, size số 2 á. Hoa tím nè, 39.000. Hoa tím 39, size 8 đến 10kg vừa nha. Chị lấy hoa tím lên hoa tím nè. Hoa tím cho Thanh Nguyễn nè, 39.000. Đây bộ này Quảng Châu mấy chị nha, Quảng Châu nè. Màu xanh nè, trai gái đều bận được luôn. Minky chưa về luôn. Minky chưa về mấy chị. Quảng Châu nè, size 6kg cho đến là 14kg vừa. Size 1 đến size số 5 á, 40.000. Hàng Quảng Châu mấy chị nha. Chất nó gọi là hàng loại 1 đỉnh của chớp luôn á. Size 6kg cho đến là 14kg nè. Lên em là mã 40 kèm size. Bộ này mua về là nói ra 100 mấy 200 ngàn. Kêu chồng đưa tiền lại mấy chị nha. Chất nó kinh khủng khiếp lắm. 40.000. Lên mã 40 nè. Chị lấy 40 lên 40. Nhìn qua cam thôi mà cái thấy cái vải của nó nè. Mướt rượt luôn. Gọi là mướt mát vô cùng luôn. 90.000 nha. À, 40.000. 40.000. Lên giùm em là mã 40 kèm size nè. Rồi còn bộ màu vàng này 14-16. Một bộ màu vàng này size 14-16kg vừa nè, 40.000 luôn. Trai gái đều bận được mã này hết. Đó, vải nè. 14-16kg vừa. Chị lấy vàng lên vàng nè, vàng 40.000 luôn. Còn bấy nhiêu đây nữa là hết rồi đó. Còn hàng Quảng Châu bình thường này là 49.000 thôi mấy chị. Có mẫu này là em sale cho mấy chị là 40 luôn nha. 40 vàng cho Thiên Dung nè. Thiên Dung 40 vàng. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh nè, 40.000. Xanh 40. Mã xanh 40k nha. Váy hoa size 7kg cho đến là 15kg vừa. Chù. Lên mẫu này nữa xong lên bé trai cho. 7 cho đến là 15kg nè. Mẫu này nữa xong lên bé trai cho mấy chị, bé trai đẹp lắm. Đồ của Phương Trần đi chưa em? Ở phía sau có bo thun luôn, 45.000. Lên em là hoa xanh nè. Hoa xanh 45 nha. Tiểu thơ chưa? Size 7 cho đến là 15kg. Mã hoa xanh 45.000. Ở phía sau nữa nè. Chị lấy hoa xanh lên giùm em là hoa xanh. Hoa xanh 45k nha. Size 7kg cho đến là 15kg. 7 đến 15kg vừa. Hoa xanh. Hoa xanh 12 cho Thanh Nguyễn. Lấy cái số 4 cho Thanh Nguyễn. Bộ này em còn những bộ cuối cùng. Size này là từ 6kg cho đến là 11kg vừa. 6 đến 11kg nè. Quảng Châu nha, 39.000. Lên mã đỏ. Lấy đỏ lên đỏ nha. Hàng ngoài chợ mấy chị mua 35.000 bộ. Mấy chị ráng bỏ thêm 4.000 nữa. Một bộ đồ hàng shop luôn nha. Hoa xanh 45.000. Ráng bỏ thêm giùm em 4.000 nữa thôi. Mua một bộ đồ gọi là siêu shop luôn. Nhận hàng và em ơi, hàng này không phải là shop. Chất nó không phải là hàng shop. Quay đầu về đây em đền cho mấy chị gấp ngàn lần luôn. Lên mã hoa xanh giùm em nè. À, mã đỏ. Ừ, cái chị gì hôm qua chốt cặp á. Có lên số điện thoại chưa? Ờ. Mã đỏ 39.000. Quảng Châu xịn nha, 6kg cho đến là 11kg vừa. Chị lấy đỏ lên đỏ nè. Đỏ 6 đến 11. Xuất hàng hả? Xuất hàng chắc 2-3 bữa nữa. Về dài tay.
và một lô xuất hàng kinh khủng luôn. Rồi lên giùm em đỏ nha. Đây. Bộ hàng sản. Bộ hàng sản nè. Sao xin số điện thoại, cho số điện thoại kỳ cục vậy? Đổi hả? Là bỏ nhiều không? Bộ hàng sản mấy chị. Size này là 6kg cho đến là 15kg vừa. 6 đến 15kg nha. 45.000 luôn. Lên em làm mã thỏ đi. Chị nào lấy thỏ lên thỏ nè. Thỏ size 6 cho đến là 15kg vừa. 45.000. Bé trai đâu hết rồi, em lên bé gái tiếp nha. Lên giùm em là thỏ 45. Lấy thỏ lên thỏ 45k. Đổi nhiều quá thì xả ra hết luôn đi cho mệt quá. Là kêu đổi là bỏ mấy mẫu kia để lấy mấy mẫu đó đó hả? Thôi xả hết đi. Để ý là bỏ mấy bộ kia, xả mấy bộ đó lại á. Rảnh háng quá. Đặt cho cố vô rồi xả hết rồi đi đổi mấy, đi chụp ảnh màn hình lại xả hết. Bé gái mấy chị nha, bé gái nè. Bé gái size này là 14kg cho đến là 22kg vừa. Xả mấy chị luôn 49.000 nè. Bộ này hôm qua em bán 59.000 á. Lên em làm mã bi. Bi 49.000. Size 14kg cho đến là 22kg nha. Size này size nhỡ 14 đến 22kg vừa nè. Lấy bi lên bi. Bi 49k. Rồi em còn màu nu luôn. Này 49.000 xả là hết giá luôn rồi đó. Nu. Nu size 12kg cho đến là 20. Nu này còn 12 cho đến là 20kg thôi. Chị nào lấy nu lên nu nè. 12 đến 20kg vừa. Mã nu kèm ký luôn, 49.000. Nu kèm size nha, 49 nè. Lên mã nu thì em ráng lựa cho đủ đơn để em đi đơn với chị nha. Chị nào mà lựa 1-2 bộ mà xả ra là ngán lắm luôn á. Rồi lên em là nu kèm size luôn. Nu kèm size, nu với lại là hồng. Nu với lại là bi hồng nè. Bi hồng với lại nu 49.000. Hàng Quảng Châu xốp xịn luôn. Lấy bi hồng lên bi hồng. Đây mấy bộ này của hả khách đặt rồi đổi xả nè. Em xả hết đơn luôn. Xả mấy bộ rồi em xả hết đơn luôn. Đỏ em còn size nha. 8kg cho đến là 13kg vừa nha. Xả chị luôn 29.000 Quảng Châu nè. Lên em là đỏ. Đỏ 29.000. Đỏ 29 size 6kg cho size 8kg đến là 12kg. 13kg. 8 đến 13kg vừa nè. Size số 3 với lại size số 4 á. Size 3 với size 4 nha. 29.000. Chị lấy đỏ lên đỏ kèm size em luôn 29.000. Đỏ 29. Trời ơi khách toàn xem không à. Xem không á chị. Xem vậy như xem ghiền hay gì á. Đỏ 29.000 nha. Lên em đỏ 29.000 luôn. Đỏ 29 à. Chị muốn lên hàng gì nữa vậy? Sao mà ngồi vậy ta? Quần dài, áo ngắn hả? Dạ không chị ơi. Rồi, xả bộ dài tay này size 8kg cho đến là 28kg vừa nha. 8 đến 28kg vừa nè. Bộ dài hàng chất xốp luôn, 39.000. Lên mẹ em làm mã dài luôn. Chị nào lấy dài lên dài nè. Dài 39.000 kèm ký. Mã dài kèm ký mẹ em nha, 39.000. Size 8kg cho đến là 28kg vừa. 8 đến 28kg nha. 39k. Lấy dài lên dài 39.000 kèm ký giùm em nè. Dài 39.000. Size 8 cho đến là 28kg. Lấy dài lên dài 39. Rồi bộ chuột này còn size số 5 với size số 6. Chuột này còn 14 cho đến là 18kg nha. Chị nào lấy chuột lên chuột nè. Chuột 39.000 luôn. 14 đến 18kg vừa. Phơm này to lắm. Mã chuột kèm theo số ký giùm em luôn, 39.000. Ủa không chị nào chốt gì nữa thôi, nghỉ live với chị ơi. Cũng hai mấy người xem. Có ai lấy gì nữa không? Không lấy gì thôi em nghỉ live nha. Còn đơn chị nào không xả, không chốt đủ đơn là em xả ra hết nha mấy chị nha. Em live mấy mẫu nữa mà không ai lấy gì thì
em nghĩ like nha, rồi còn khách nào mà đơn mà không đủ đơn dưới 100.000 á là em xả hết luôn á, chứ không có giữ nữa. Tại vì lựa mà mấy ngày trời mà không đủ 100.000 là xả hết. Em ở Long Phước Bà Rịa nè. Ủa bé Thảo đây chưa lên số điện thoại hả? Chưa sống kêu. Bé Thảo có một bộ mà. Mười 12 kg vừa nè, 29.000. Lên em là mã váy luôn, chị nào lấy váy 29 lên váy 29. Ở Long Phước nha bé Thảo nha. Váy 29.000 nè. Ủa bé Thảo hồi đợt như lấy gái một lần rồi mà đúng không? Bé gái hả? Từ từ gửi đồ ok luôn. Váy 29.000. Size 10-12 kg. Lên váy giùm em luôn 29. Nón chốt ở trên like, chốt ở trên trang cá nhân thôi mấy chị, chứ không có chốt trên like. Ok nè, ok bé Thảo nha. Có gì điện số điện thoại trên, điện số điện thoại trên Face á. Rồi xả mấy cái này mà không ai lấy nữa thì thôi luôn. Váy 29 cho Út Ngô Thị nè. 12-13 kg vừa. Ok bé Thảo nè. 12-13 kg nha, 39.000. Lên em là mã số 4. Chị lấy số 4 lên số 4 nè. Số 4 39.000. 12-13 kg. Số 4. Rồi vàng. Vàng này là 7 kg cho đến là 7 kg cho đến là 12 kg vừa. Vàng dâu nè, 7 đến 12 kg, 39.000 luôn. Lên nhà em là dâu vàng. Dâu vàng 39.000, mấy bộ này hôm qua bán 49.000 hết á. Nay xả thử coi có chị nào chốt không nha. 7 kg cho đến là 13 kg. Bộ dâu vàng này 39.000. Chị lấy dâu vàng lên dâu vàng. Dâu vàng 39k luôn, dâu vàng kèm ký giùm em. Dâu vàng 39 nè. Mã dâu vàng với lại là mã này mã số 4 nha, số 4 em 12-13 kg. Dâu vàng với số 4, dâu 2 chốt Ngô Thị. Lấy dâu size số 2 chốt Ngô Thị. 39.000. Rồi xả luôn, dâu vàng 8 kg, lấy số 1 cho Hồng Linh. Số 1 cho Hồng Linh. Rồi size này 6 kg cho đến là 13 kg. 6 đến 13 kg vừa nè, 29.000. Lên mã đáp, chị nào lấy đáp lên đáp nha. Đáp nè. Size 6 cho đến là 13 kg, 29.000. Đáp kèm theo số ký luôn. 39 nè. Rồi mã nu. Mã nu này 6 đến 13 kg luôn, size số 1 đến size số 5 á. 6 đến 13 kg vừa nha. Lấy nu lên nu nè. Nu 39k luôn, 29. Nu 29 mấy chị. Bộ đuổi 29.000. Lên giùm em là nu kèm ký nha, 29.000. Rồi màu lá nữa, chị nào lấy lá lên lá. Lá số 2 cho Kim Vi. Kim Vi nè, 29.000. Nu đáp và xanh lá, 20 nu vàng với lại xanh lá nha. 29.000. Lấy 29 lên 29 nha chị. 29 kèm theo số ký, kèm màu và kèm ký giùm em. 29.000. Xem vì đam mê thôi. Đây máy bộ dây nè. Tay dài hả? Tay dài bé trai chắc hết rồi quá. Tay dài ráng 2 bữa nữa đi mua Nguyễn về luôn, xuất hàng luôn. Rồi size này 6 kg cho đến là 12 kg vừa nha. Bộ bi nè, 29.000. Hàng Minky Mom. Trường lấy bi lên bi 29.000. Máy bộ này mặc nhà là siêu mát luôn á. Size 6 cho đến là 12 kg. Mã bi 29.000. Bi 29 nha. Rồi bộ tôn này size số 2 luôn, size 8 đến 10 kg vừa nè. Áo váy với lại là quần 29.000. Chị lấy hồng lên hồng. Bi 12 cho Lưu Thị Cẩm Nhung nè, 29.000. Rồi hồng này size 8 đến 10 kg. Hồng 8 đến 10 kg vừa, size số 2. Chị lấy hồng 2 lên hồng 2 nha. Hồng 2 nè. Hồng 2 29.000. Size nhỏ quá. Ok, để em lên size bé chị cho. Hồng 2 29k. Hồng cho Lưu Thị Cẩm Nhung 29.000. Rồi bộ dây, bộ dây hàng Quảng Châu luôn. Hồng hết rồi ông Lưu Thị. Dây Quảng Châu này size 6 kg cho đến là 11 kg nha. Bộ dây mà bình thường mấy chị hay mua trong shop mà 100 mấy 200 ngàn á, là những bộ này mấy chị nha. Chất như vậy luôn á, hồng 2 hết rồi Hồng Linh. Size 6 cho đến là 11 kg vừa nè, 29.000. Giờ lấy dây lên dây 29 luôn.
dây 29.000 giùm em. Dây còn có 2 bộ à, số 2. Số 2 với số 3 nè. 6 kg cho đến là 11 kg, 29.000. Mã dây 29. Lấy dây lên dây 29 nha. Dây 29 à, bộ nơ. Dây 11 cho Lưu Thị Cẩm Nhung nè. Lưu Thị Cẩm Nhung, dây cho bé Thảo nè, 29.000. Dây Ngọc Huyền hết. Rồi bộ nơ này size 10 kg. Size 10 kg cho đến là 16 kg vừa. Nơ này 10 đến 16 kg nha, 45.000. Này xả 45.000 luôn nè. Chị nào lấy nơ lên nơ. Nơ 45. Size 10 đến 16 kg vừa. Mã nơ kèm ký giùm em nha. Lấy nơ lên nơ nè. Hello chị Quân Châu không? Nơ 45.000. Mã nơ 45. Mấy bộ sọc sọc mà 19.000 đâu hết rồi. Nơ 45k nè mấy chị. Nơ kèm ký giùm em nè. Nơ 45.000. Bé gái nha. Rồi bộ 3 lỗ Quảng Châu luôn, size 6kg. 2, 3, 4. Size 6 đến 15kg vừa nè. 3 lỗ hàng Quảng Châu luôn á, 39.000. Hàng thường đã 35.000 rồi mấy chị. Còn những hàng này là 39.000 nè. Lên thì em là mã đáp. Size 6kg cho đến là 15kg vừa nha, 39.000. Hàng Quảng Châu xịn luôn nha. Nhận hàng về trước mỗi Quảng Châu quay đầu về đây cho em. Rồi lên mã đáp. Chị này lấy đáp lên đáp nè. Đáp size 6 cho đến là 15kg, 39.000. Đáp 39 là chị nào lấy nơi này lên nơi em nha. Đáp số 4 cho Mai Xuân. Số 4 cho Mai Xuân. Mai Xuân à, 39.000. Mã đáp kèm ký giùm em mấy chị, 39.000. Rồi váy luôn, váy size 8kg cho đến là 17kg vừa nè. Váy size 8 đến 17kg, 45.000. Lên giùm em là mã váy kèm ký luôn nè. 8 đến 17kg vừa nha, 45. Lấy váy lên váy 45k. Váy kèm theo số ký luôn, 45.000. Đây cái set này mini luôn, set mini nè. Chị nào có bé size nhí chốt nè. Hàng 89.000, sale luôn 39.000 luôn. Size này là từ 5kg cho đến là 5 đến 10kg vừa nha. Một cái nón nè. Rồi bộ bí. Bộ bí nha, cột hai dây lên trên giùm em. Ở phía dưới là nút bấm nè, 39.000. Lên giùm em là mã nón kèm theo số ký. Nguyên một set như vậy 39.000 nè. Mã nón kèm ký giùm em, size 5 đến 10kg vừa. Lấy nón lên nón. Nón 39.000. Mã nón kèm size luôn 39k. Nón 39 nha. Rồi váy bé gái size, váy nè size 10. Bộ bé size nhỏ nhất cho bé xù xù. Bé xù xù. Rồi bé xù xù nè. 39.000. Ghé lấy. Bé Thảo, Quỳnh Như, Đỗ Lê, 39.000. 14kg cho đến là 18kg vừa nha, 35.000. Nón hết rồi chị Vinh lấy ơi. 14 cho đến là 18kg, 35.000 nè. Mã chữ kèm theo số ký luôn. À size to nhất hả? À, bỏ của bé xù xù ra đi. Sorry em nha, chị em hết rồi. Rồi lên em là mã bí nè, à, mã chữ nè. Chị nào lấy chữ lên chữ. Mã chữ kèm size. Mấy bộ nón nó còn em, bộ nón đó. Ờ, à, bộ bi đỏ rồi, hoa đỏ rồi đó. Mã chữ kèm ký giùm em nha, 35.000. Rồi bộ này còn size nhỏ xíu xí nè, size này 6kg đến 8kg vừa. 6 đến 8kg nha, một bộ nhỏ nhất luôn 30.000. Lên giùm em là mã 30 đi. Chị lấy 30 lên 30 nè, thiết kế bé gái 30.000. 30.000 nha. Trời ơi con váy này sale luôn cho mấy chị luôn. Size này 8 đến 10kg vừa nè. Váy hoa trà 39.000. Lên mã hoa trà nha, size 8 đến 10kg. Chị lấy hoa trà lên hoa trà. Hoa trà 39k. Bộ bé trai size, bộ bé trai này size 6kg. Bộ hàng xẻn nè, size 6 cho đến là 14kg. Hoa trà 39 cho Kim Vi nè. Kim Vi 39. Hoa trà hả? Hoa trà còn không? Mấy bảo hoa đó nhiều lắm luôn á. Hoa trà hết rồi.
hoa trà hết rồi. Còn hoa sữa, hoa sữa size 7kg cho đến là 13kg vừa nè. Hoa sữa size 7 đến 13kg nha. Chị nào lấy hoa sữa lên hoa sữa nè. Size đó còn tầm 6kg, 7kg à. Hoa sữa này size 7kg cho đến là 13kg vừa nha. 45.000, 45.000 nè. Lên em là mã hoa sữa. Hoa sữa kèm ký. Hoa sữa kèm ký 45.000. Hoa sữa nha, 45. Rồi hoa hồng. À, bé gái 7kg quá trời qua đất luôn. Bạc ngàn bao la luôn. Ờ mấy cái két đó dễ thương đó. Hoa hồng nè, hoa hồng này size 7 đến 9kg. Hoa hồng này size 7kg cho đến là 12kg nha, 39.000. Bán bằng giá sỉ luôn á. 7 cho đến là 12kg vừa nè. Hoa hồng. Màu hoa này quá sang luôn, 39.000. Lấy hoa hồng lên hoa hồng. Hoa hồng 39. Hoa trà, hoa sữa với hoa hồng nha, 39.000. Không có hả? Nó thôi khỏi đi. Đây chị Biori Body 100. Còn bộ này size 8 đến hoa hồng 12 cho Nguyễn Ngọc Huyền. Nguyễn Ngọc Huyền 39.000. Size này 8 đến 10kg mấy chị. Trời ơi, bộ này xuất sắc luôn. Rồi, bộ này Quảng Châu nha, sale luôn 40.000 đi. Lên em là mã 40 nè. 40.000, size 8 đến 10kg vừa. Chị lấy 40 lên 40. Rồi bộ này hàng Quảng Châu. Cho em coi các bé gái có nón hả? Các bé gái có nón đó hết rồi. Thì dễ đâu mất tiêu rồi. Còn mấy set đẹp lắm mà lỡ đâu rồi chị ơi. 12kg cho đến là 22kg vừa nha. Tay dài bé 7kg hả? Có luôn. 12kg cho đến là 24kg. 12 đến 24kg nè. Rồi bé cái mới nhận rồi. Ok, cảm ơn Dương Lê nha. 49.000. Hàng này hàng xịn xịn của xịn giùm em nha, 49.000. Chị lấy vàng lên vàng 49. 12 cho đến là 24kg. Bộ này em bán nhiều lắm luôn rồi nè. 49.000 vàng. Lên mã vàng giùm em nha. Còn bộ nhí nhi nè mấy chị. Bộ này 7kg 8. Bộ này là 7kg đến 9kg vừa nha, 39.000. Nhận được hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn Thùy Trang nha. 7 đến 9kg vừa nè, 39.000. Lên giùm em là mã nơ đi. Giờ lấy nơ lên nơ nè. Nơ 39. Mã nơ 39. Rồi màu này màu hồng còn một bộ. Vàng 15kg cho Thiên Dung. Bộ vàng này xuất sắc lắm luôn á Thiên Dung ơi. SM L không phải. Mấy cái bi đỏ hàng thiết kế á. Thiên Dung 49 nè. Nơ cho Úc Ngô Thị nè, 39 nè. Không, bi đỏ hoa nữa. Nơ hết nơ rồi. Còn cái này 7kg 8kg hả? Còn một set này 7kg 8kg vừa nha, 39.000. Lên nhiều em là set hồng đi. Set hồng nè. Set hồng 7kg 8kg, 39.000. Rồi set đỏ nha. Hồng và đỏ. Đỏ này thì còn, đỏ này xả 39.000 luôn. Đỏ còn size 8kg, size 7kg. Ừ, để thôi bộ này cũng được. Đỏ này còn 7kg. Màu giống vậy luôn mà màu đỏ đó mấy chị, 39.000 nè. Đỏ còn 7 cho đến là 14kg vừa. Đỏ còn 7 đến 14kg nha. Giờ lấy đỏ lên đỏ nè, 39.000. Xét thiết kế bé gái. Đỏ còn 7 cho đến là 14kg. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em luôn, 39.000. Đỏ kèm size nha, 39k nè. Quá đẹp luôn á. Có cái nón đó, có cái nón bèo bèo ra đó. Đỏ 39 nè. Rồi hồng luôn, chị nào lấy hồng lên hồng. Không phải đâu, ông không đâu có dưới đó đâu. Đâu bên này nè, hồi sáng chỉ còn like mà. Đỏ và hồng 39.000. Bé gái sai nhí chị, 39k đỏ nè. Đây bộ nón nè. Không phải, cái đó túi mà. Đỏ cho Hồng Linh nè, lấy số 1 cho Hồng Linh nè. Số 1 cho Hồng Linh. Đây, còn set dâu nè. Coi bự nhất là nhiêu ký.
dâu dâu 39.000 nha. Size này là 5kg, xả 39.000 nè, bao khắp thế giới 39.000. Dâu 39.000 luôn, size 5 cho đến là 10, 5 cho đến là 9kg thôi. Size này 5kg đến 9kg vừa nha, kèm mũ luôn á. Lên giùm em là dâu đi, hàng 59.000, 69.000 lần á. Hôm bữa sale đã 59.000 rồi, bữa nay sale còn có 39.000 thôi à. Rồi lên em là dâu nè, chị lấy dâu lên dâu nè, size 5kg đến là 9kg nha. Dâu 5 đến 9kg, lấy đỏ cái size số 5 cho Mai Xuân. Đó, bi đó. Hàng của T ha, size 5kg cho đến là 7kg, 5kg cho đến là 9kg vừa nè, 5 đến 9kg nha, 39.000. Chị lấy dâu lên dâu 39k. Ồ, dễ thương xỉu luôn. Bé trai không có ai hết luôn, không lên bé trai luôn. Không thấy bé trai ở đâu luôn á. Bé toàn con gái không à, giận. Không lên con trai nữa. Dâu mấy chị, dâu dâu kèm ký nha. Dâu 9kg cho Hồng Linh. Hồng Linh 39.000. Bộ hàng sản của bé trai này size số 1 đến size số 5 nha. 6 cho đến là 14kg vừa nè. Dâu 10kg cho Thanh Trúc, 9kg thôi em ơi, 9kg thôi à. Size số 5 mà nó nhỏ xí là firm baby á. Size này là size 6kg cho đến là 14kg nha. Bộ hàng sản nè mấy chị, 45.000. Lên giùm em là mã nâu, chị lấy nâu lên nâu. Không coi được luôn hả, kỳ vậy. Trần Bảo Thi nè, 39.000. Rồi size tay dài quần dài ok luôn, tay dài quần dài còn ít mẫu lắm nha. Rồi size này là 7kg, 6kg cho đến là 14kg vừa. Mặt máy này lên là siêu cân luôn á, vải nè, Quảng Châu xịn luôn, 45.000. Lên em là nâu nha, chị lấy nâu lên nâu. Nâu, nâu 45. Rồi xanh, xanh này là size 6 cho đến là 17kg luôn. Dâu 7kg cho Tú Lê, giao cho Tú Lê 7kg. Tú Lê 39.000. Ráng lựa thêm cho đủ đơn đó chị nha. Còn set nơ nè, còn set nơ 7 đến 9kg vừa nè, 39.000. Chị lấy nơ lên nơ, lấy cái nào sai nhí 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 qua cho chị. Nơ 7 đến 9kg nha, còn bộ duy nhất à, nơ đỏ. Lên mã nơ đỏ nè mấy chị, 39.000. Nơ đỏ 39k. Nơ đỏ nè. Rồi bộ xanh hàng sản luôn, size 6 cho đến là 18kg. 6 đến là 18kg vừa nha. Lên giùm em là mã xanh đi, chị nào lấy xanh lên xanh nè, 45.000. Xanh 45k, size 6kg cho đến là 17-18kg vừa. Xanh 45. Bé trai đâu hết rồi mấy chị ơi. Xanh 45 nè. Rồi bộ nơ size nhỏ nè mấy chị, nơ 39.000 nha. Lên em là nơ 39 luôn. Rồi bộ dài, bộ dài này còn 7kg cho đến là 10kg. Dài hàng Minh Kỳ này còn 7 đến 10kg vừa nha. Lên giùm em là mã dài kèm size luôn, 39.000. Có hai bộ thôi à, hai bộ thôi nha, nhanh tay mấy chị. 39.000 nè, size 7kg cho đến là 9kg vừa, 7 đến 10kg. 7 đến 10kg. Không. Không có bên đó đâu, bên này nè. Em mới like, chị mới like hồi nãy mà. Rồi, size này là 7kg cho đến bé trai à. Bộ trắng sau lưng 35.000. Bé trai 35-40kg, còn đâu nữa. Rồi, size này là 7kg cho đến là 11kg. Đúng rồi, đúng rồi, 7 đến 11kg vừa, 39.000 luôn. Lên nha, mã xanh nha. Hàng Minh Kỳ hết đó chị, 39.000 nè. Còn những bộ cuối cùng thôi mới sale 39.000 đó, chứ mấy cái này không có giá 39.000 đâu. Rồi lấy xanh lên xanh. Bộ bơi size này từ 6kg cho đến là 14kg nha, 6 đến 14kg nè, hàng bơi có nơ luôn, 35.000. Còn những bộ cuối cùng thôi, chị nào lấy nơ lên nơ. Nơ 35k, nơ kèm size 35 nè. Ôi, set này là siêu cưng luôn. Set này có mũ luôn nè. Size này là 5kg cho đến là 10kg. Đúng rồi, 35.000. 35k không chịu, 35.000 mới chịu.
Size này 5kg cho đến là 10kg nè. Kèm theo cái mũ luôn nha, 39.000. Nguyên một set như vậy 39.000 nè. Lên em là mã set nón. Set nón 39.000, trai gái đều bận được luôn á. Hàng này là hàng Quảng Châu luôn. Chỗ nào mà bán hàng mà vải mà đẹp hơn cái này nữa là tặng mấy chị bộ này luôn. Lấy cái số 2 cho Hồng Linh chị. Bộ bơi á. Đây. Ừ. Quảng Châu xịn luôn nha. Quảng Châu xịn luôn nè. Size này 5kg cho đến là 10kg. Trời, hôm nay bán size nhỏ rồi, size bự đi đâu hết trơn rồi. 5 đến là 10kg vừa. 39.000. Tính ra một set này là có 10.000, 11.000, mười mấy ngàn một cái thôi à. Đây nón nè, chất nè. 5 cho đến là 10kg. 5 đến 10kg mấy chị, cho nên lấy lên em là mã mã nón kèm ký nha. Trai gái đều bận được luôn á. 5 đến 10kg vừa. Lấy nón lên nón nè. 39.000. Mã nón kèm size luôn 39.000. Máy set này dễ thương vô cùng luôn á. Đưa bộ bi ra, bộ dâu ra đây cho chị luôn. Nón 39. Ráng lựa đơn trên 100.000 chị nha. Chị nào mà lựa không đủ đơn em tả đơn á. Nón 39k. Còn set tiểu hơn nè. 45.000 nè mấy chị. Trời ơi. Size này là size 7 đến 9 kg vừa. Không có 32 kg rồi. 7 đến 9 kg vừa nha, 39.000. Lên giùm em là mã cam đi, chị nào lấy cam lên cam nè. Cam 7 đến 9 kg. Hàng này là làm theo hàng hot girl của người lớn á. 39.000. Mã cam kèm ký giùm em nha, 39 luôn. Cam 39. Không còn hết rồi Lê Hằng ơi, size đại khủng là không bao giờ còn sót lại bộ nào hết á, trừ khi nào mà mới về thôi. Bộ dâu hồi trưa còn không. Dâu nào chị? Dâu nào vậy? Em cũng không nhớ nữa. Rồi còn bộ này size 7kg 8kg vừa nè. 7kg 8kg nha. Set bơi 15. Set bơi Ngọc Hồng Trang Thu lấy rồi đúng không? Chị mua cho chị Trang Thu hả? Đây kèm cái mũ luôn mấy chị, 49.000. Hình như có rồi. 49.000 nè. Cái mũ này dễ thương chưa? Mũ này là làm mũ xịn luôn á. Size này 7 đến 9 kg vừa nha. Lên em là mã bi. Ủa, bi này còn size, bi này còn size 5 cho đến là 11 kg vừa. Bi này còn 5 đến 11 kg nè. Hàng sản có 2 mẫu. Rồi nhiều lắm mà không có ai chốt hết nên là không lên á. Hàng sản tới 50 mẫu luôn á. Chỉ có rồi đó chị ơi, chỉ có rồi đó. Bi nha, bi 49.000. Dạ lấy rồi. Bi 49 nè, size 5 kg cho đến là 10. 5 kg cho đến là 11 kg vừa. Bí nha, cái nó mặt là sẽ dạng bí ra như vậy nè. Kèm theo một cái mũ luôn nha. Lấy bi lên bi. Mã bi nè. Bi cho dên lý nè. 49.000. Bi kèm ký giùm em 49. Rồi em còn 5 cho đến là 9 kg thôi. Em còn 5 đến 9 kg vừa nha. Rồi hoa này còn, hoa này còn 10-12 kg nè. Hoa này còn 10-12 kg vừa. Kèm mũ luôn nha. Lấy hoa lên hoa 49.000. Hoa 49.000 nha, 10-12 kg. Hoa còn một bộ thôi à. Hoa 49 luôn. Cái chai lên không thấy ai chốt hết là nên là không lên nữa đó. Giận, không lên nữa. Hoa 49. Dâu vàng này còn một bộ nè. Ủa. Dâu vàng này còn, dâu vàng này còn 5kg 6kg thôi mấy chị. 5kg 6kg thôi à. Hoa 49. Hoa 49 cho Bích Vân nè. 5kg 6kg vừa nha, hoa vàng 39.000. Mã hoa vàng nè. Kèm mũ luôn 39k. Hôm nay bán size nhỏ xuống tay luôn. Vàng cho Tú Lê nè, 39.000. Tú Lê 39. Rồi mấy cái set này chị nào chưa chốt thì chốt nè. Size này 12-13kg vừa. 12-13kg nha, mã dâu tầng. Mã tầng, chị nào lấy tầng lên tầng nè. Tầng. Rồi kèm theo cái quần suông như vậy nha, có nơ luôn. 12-13kg. Mã tầng 39.000. Lấy tầng lên tầng nè. Tầng 39. Rồi màu vàng luôn. Màu vàng này size 10-11kg. Vàng này size 11 nha. Chờ neo màu đen. Sát nách. Chờ neo màu đen. Như hông rồi. Không biết mẫu đó mẫu gì luôn. Dâu vàng nè. Dâu vàng 39.000. 12 set cam chai 75.000 chị, size 8 đến 20 kg vừa.
8-20 kg. Rồi lên em là dâu vàng. Chị lấy dâu vàng lên dâu vàng. Bộ Mickey Quảng Châu. Size này là từ 6 kg. Mickey Quảng Châu này trai gái được luôn nha. 45.000. Size 6 kg cho đến là 15 kg vừa. 6 đến 15 kg nè, 45.000. Dâu vàng không có số 5. Dâu vàng nó còn có bộ nữa. Rồi lên em là mã Mickey. Mickey nè. Size 6 kg cho đến là 15 kg, 45.000. Hàng Quảng Châu mấy chị. Ok Ngọc Phạm nè. Lấy size số 5 bộ cam này cho Ngọc Phạm. 75.000. Số 5 BBR đó. Rồi lên em là mã Mickey. Mickey 45.000. Mickey 45 mấy chị. Hàng Quảng Châu xịn luôn nha. Chị lấy Mickey lên Mickey nè. Mickey 45.000. Size 6 kg cho đến là 15 kg. Mã Mickey kèm ký giùm em nè, 45. Doraemon này còn có 1 bộ à. Doraemon này còn 1 bộ à. Size 6 đến 8 kg vừa nè. Doraemon hàng 49.000 đó. Rồi xả 39.000 luôn. Ok Tú lên nè. Học Phạm anh 75.000. 6 đến 8 kg vừa. Doraemon này 39.000. Một bộ duy nhất luôn nha. Hàng Quảng Châu ngày hôm qua còn bán 49.000 đó. Chị lấy Mon lên Mon nè. Mon 39k. À, mấy bộ gấu nữa. Bộ gấu rồi đâu hết rồi. Mấy bộ gấu lỗ tai rồi. Để đây nè. Rồi váy. Ui. Váy này size 8 kg cho đến là 15 kg vừa. Size 8 đến 15 kg là 49.000. Chị lấy váy lên váy. 8 cho đến là 15 kg nha. 49k. Mã váy kèm ký luôn. 49.000 nè. Ok chị nè. Ok Tú là ráng lựa đem lên 100.000 mấy chị. Gấu lên gấu giùm em nha. Váy nè. Váy 49.000. Mã váy 49. Nay chốt yếu ớt quá, không muốn lên hàng luôn trời. Bộ lính size 10-12 kg nè. Bộ lính hàng Mickey 10-12 kg nha, 29.000. Chị lấy lính lên lính. Qua chốt 35.000 thì chốt bà mầm luôn. Nay còn một bộ sale 29.000. Trời ơi mấy chị ơi, 29.000 lính nha. 10-12 kg. Lên giùm em là mã lính kèm theo số ký nè. Lính 29.000. Rồi Mickey vàng. Mickey vàng này còn size 8 kg cho đến là 12 kg luôn. Mickey vàng nè, 8 đến 12 kg vừa nha. Rồi xả luôn mấy chị luôn, 29.000. Chị lấy vàng lên vàng 29.000 nè. Bò vàng trai gái đều bận được á, 29.000. Lấy bò vàng lên bò vàng nè. Bò vàng 8 đến 12 kg. 29. Rồi giống như vậy luôn màu hồng nha. Giống như vậy luôn mà màu hồng nè. Chị lấy bò hồng lên bò hồng. 29.000. Hàng Mickey xịn luôn. 29k. Bò vàng 12 cho Lưu Thị Cẩm Nhung nè. 29.000 nè. Rồi chị lấy bò hồng lên bò hồng luôn, 29.000. Bò hồng với bò vàng 29. Váy tôn hàng của Mickey luôn nè. 10-12 kg vừa, 29.000. Lên em là mã số 3. Số 3 29.000 nha. Có nguyên vàng nút đây luôn nè. Dễ bận vô cùng luôn. 10-12 kg. Lấy số 3 lên số 3, 29.000. Số 3 29.000. Còn chị nào muốn lên hàng gì thì comment lên cho em nha. Để em lấy cho. Số 3 29 nè. Đây. Bộ gấu. Gấu trắng này hình như lên không có lấy mà đúng không? Size 6 cho đến là 18 kg. Gấu trắng hàng 49.000. Rồi sale luôn 45.000.
Chị lấy gấu lên gấu nè. Bé này bé trai bé gái đều bận được nha. Ok chị Thiên Dung nè. Gấu trắng size 6kg cho đến là 18kg. Hai cái lỗ tai này là tai thiệt luôn nè. Lên giùm em là gấu. Bé gái 22-24kg hả? Ok. Rồi bộ hay là váy. Rồi lên gấu mấy chị. Gấu gấu 45 ngàn. Gấu 45 ngàn nha. Mấy bộ này mặc dễ thương lắm luôn á. Mấy bộ hàng sản hả? Ok bích luôn. Rồi lên giùm em là gấu kèm size nha. Gấu kèm size nè. Gấu là rồi gấu nâu, gấu cam luôn. Gấu cam luôn nha. Size 6kg cho đến là 16kg. 45.000. 6 đến 16kg vừa nè, để lên thiết kế nhiều lắm luôn. 6 đến 16kg 45.000. Lên mã gấu cam giùm em. Quần là quần ống bí nè. Bộ này con trai con gái gì đều bận được hết mấy chị. Hàng bình thường đã 49.000 rồi mà mấy bộ gấu này 45.000 nữa. Vải siêu đẹp luôn nha. 45.000. Gấu cam và gấu nâu. Mẫu cặp trai gái luôn. Đây nè, mấy mẫu này con gái mặc được nè. Mùa này đang rất là nóng nực rồi. 45k. Còn bộ thiết kế này size 8-10kg nè. Sale luôn 49.000. Lên em mã 49. Ok ok. Rồi 49 nha, size 8-10kg vừa nè. Quần là chất u mì, tay bồng. 8-10kg 49.000. Lên giùm em là 49. Bộ này size số 1 nha. Size số 1 này 7-9kg vừa nè. Rồi xả luôn 39.000. Lên giùm em là mã số 1. Mã số 1 7-9kg. Chị lấy mã 1 lên mã 1 nha. Mã 1 mấy chị. Size thiết kế bi. Hết rồi luôn mọi người. Rồi lấy trời bộ này quá đẹp luôn, 49.000 nè. Lên em là mã 49 này mấy chị. Lấy 49 lên 49 nha. Gấu này còn 63 với số 4. Số 3 với số 4 nè, 8 đến 13 kg vừa. Số 3 và số 4 nha, 45.000. Rồi lên thì em là màu nu đi, chị lấy nu lên nu nè. Hàng hôm qua tàn sale 49.000, chị không tin cứ lật lại like ngày hôm qua mà coi. Qua bán tàn 49.000, giờ sale 45.000. 45.000. Size 8 cho đến là 13kg nha. Lên màu nu. Lấy nu lên nu nè. Nu 45. Rồi xanh. Xanh này còn size xanh này còn size 6kg cho đến là 15kg. Xanh này còn size 15kg vừa nè. Chị lấy xanh lên xanh nè. Hàng này là hàng cốt tông, không có phải là hàng không có phải là hàng hàng thun lạnh, hàng thường đâu mấy chị. Xanh nha, size 6kg cho đến là 15kg vừa. Mã xanh kèm size nè. Xanh kèm size 45.000. Lấy xanh lên xanh 45 nè. Sẵn rồi em lên mấy bộ hàng sản này cho mấy chị luôn nha. Chị nào chọn được cái nào thì chọn. Xanh 45. Rồi mã chó. Chó này size 8-18. Xanh 15. Xanh 15 cho Thúy Linh. Thúy Linh nè. 45.000. Xanh này 8 cho đến 6 cho đến là 18kg. 45.000 nè. Lên em là mã chó. Chó này đang hot lắm mấy chị. Năm nay là con bò với con chó này là nó hot nhất luôn á. Mã chó kèm ký nha. Size 6kg cho đến là 18kg vừa nè. 45.000. Lên giùm em là mã chó kèm ký luôn. Lấy chó lên chó nè. Chó 45. Đó hàng sản đó. Rồi xám. Xám này còn số 1, số 2 với số 3. 8 cho đến là 11kg vừa nè. Xám nha. Rồi 45.000. Chị nào lấy xám lên xám. Xám 8 đến 11kg á. Mã xám 45.000 giùm em. Xám kèm size nè. Lên hàng sản này xong rồi muốn chị muốn lên gì nữa. Xám 45.000. Xám 45 nè. Bộ bé gái 17kg hả? Có luôn. Rồi gấu. Gấu này gấu xám nè.
số 8 này size 6kg cho đến là 15kg. Cách bi hết rồi. Size 6kg cho đến là 15kg vừa nha. Size 1 cho đến size số 5 á, 45.000. Lên em là mã gấu xám nè. Mã này là sale rồi đó, hàng 49.000, hôm nay sale 45.000. Coi như là mỗi bộ là sale 4.000 đi. Thì ngày hôm nay, một ngày hôm nay 100 bộ, 100 bộ là hết 400.000. 100 bộ hết 400, mà hôm nay 500 bộ đi, 500 bộ là hết 2 triệu rồi mấy chị. 2 triệu rồi, hôm nay là lỗ 2 triệu rồi. 2 triệu là được 4 hộp sữa rồi. 4 hộp sữa cho con rồi. Rồi lên giùm em là gấu xám nha, gấu xám nè. Gấu xám size 6kg cho đến là 15kg. Đó, nó giảm một bộ xương xương có 4-5 ngàn vậy thôi đó nha. Còn mà có nãy giờ mấy mẫu là giảm 10 ngàn, 20 ngàn một mẫu luôn á. Là trung bình ngày tối ngày hôm nay là doanh thu là đã giảm hơn so với bình thường 5-6 triệu rồi. 5-6 triệu một like là đau lòng lắm á. Nhưng mà hàng này còn lẻ size nên là phải sale cho hết nè. Rồi size này là 6kg đến 16kg luôn nha. Chị lấy gấu nâu lên gấu nâu nè. Gấu nâu, gấu đó không có 16kg đâu Vinh Lý ơi. Có gấu nâu này có 16kg nè. Gấu nâu này có 16kg nè. Gấu 4 cho Hoàng Ngọc Bích. Hoàng Ngọc Bích nè, 45 nè. Ok, Lưu Thị Cẩm Nhung nè. Rồi gấu nâu nha, size 6 cho đến là 16kg vừa nè. Chị lấy gấu nâu lên gấu nâu 45.000. Gấu nâu 45, 6 đến 16kg. Chủ shop than quá. Ừ, bé hàng mà toàn thấy than không mà. Rồi gấu nâu, đổi qua gấu nâu giùm em được không chị Vinh Lý ơi. Gấu nâu đẹp quá trời luôn nè. Than cỡ đó mà còn ế quá trời ế luôn á. Gấu nâu, gấu nâu, gấu nâu với lại gấu xám nha, 45.000 nè. Gấu xám với gấu nâu 45. Rồi bộ tiểu thơ bé gái size 8-22kg vừa, nay xả luôn 39.000. 39.000 nha, lên giùm em là mã tiểu thơ nè. Tiểu thơ 39.000, 8-24kg mấy chị. Lấy tiểu thơ lên tiểu thơ giùm em luôn. 8-24kg vừa nha. Đó, bộ em đang cầm bộ 24kg nè. 24kg nè. Size 8-24kg 39.000. Tiểu thơ 39k nè. Tiểu thơ 39.000. Mẫu này sỉ 30 lên Hương ơi, mẫu này sỉ 30. Comment lên em mã 30 nha. Có gì xác nách mà túi nhỏ nhỏ trước á, có luôn. Bộ tiểu thơ này em qua bán 49.000 á, hôm nay bán 39.000. Rồi size này 14 đến 16kg vừa nha. 14 đến 16kg nè, 30 trên Lê Quỳnh Hương nè. 14 đến 16kg, 49.000 luôn. Lên giùm em là mã bi. Chị lấy bi lên bi nè, còn một bộ à, 49.000. Mã bi nha. Bi 49. Bi còn một bộ size to luôn. 49.000. Bi này có một bộ thôi à. Rồi cho Lê Quỳnh Hương luôn, 40.000 luôn. Tiểu thơ hết rồi chị ơi. Tiểu thơ hết rồi. Tiểu thơ như còn màu hồng mà sao á. Tiểu thơ đó còn màu hồng. Caro hết rồi. Bi không có 11 luôn. Đây bộ túi nè. Còn size 1, size 4, size 5, size 2. Size 1, 4, 5 và 2 nha. 8kg cho đến là 14kg. 8 đến 14kg vừa nè. 45.000. Lên giùm em là mã túi. Túi còn có màu nè. Chị lấy túi lên túi nha. Túi 45.000 nè. Size 8kg, 6kg cho đến là 14kg vừa. Size số 1 đến size số 5. Ok, Trần Ngọc Bích nè. Tại vì nãy giờ lên gái nhiều quá không ai chốt hết đó, nên là không có lên nữa đó. Giận không có lên nữa đó. Váy bi này còn một cái, hai cái màu nâu nha. Hai cái màu nâu nè. Size này là 8kg cho đến là 15kg vừa. 45.000 luôn đi. Lên em là mã bi nâu nè. Bi nâu 45, bộ vàng treo 75.000, size 8 đến 20kg. Bi nâu 45.000, size 8 đến 15kg vừa. Rồi còn bi hồng luôn. Bi hồng nè. Bi hồng 45.000. Bi hồng này size 8kg cho đến là 15kg luôn mấy chị. Bi nâu với bi hồng.
bi nâu và bi hồng nha. 45.000. Bi nâu 10 kg thanh hương. Bộ bé gái 11-12. Ok. Thanh hương nè. 45.000. Thanh hương có nè. Lấy bộ vàng 15 kg. Size này 8-10 kg vừa nè, 39.000. Lên mẹ là mã cà rốt. Túi vàng cà rốt anh. Cái thứ hai, size số 5 cho Trần Ngọc Bích. 8-10 kg nha, cà rốt nè, 39.000. Lên cà rốt giùm em luôn. Ừ. Cà rốt 39.000. Lấy cà rốt lên cà rốt nha. Set ở phía sau là 75.000 chị nha. Set sau 75.000. Đây bộ này hàng Quảng Châu nè. Quảng Châu. Size 6 kg. Size 6 kg cho đến là 13 kg vừa. 6-13 kg. Trời ơi. Đây cái chất của nó nè, đơn giản chưa? Đơn giản mà đẹp. 6 cho đến là 15 kg nha. 6-15 kg nè, đến size số 5 luôn. Rồi xả bộ này với chị luôn, 39.000. Lên mã 39 nè. Chị lấy 39 lên 39. 39.000, size 8-15 kg. 6-15 kg vừa. Ba lỗ nè, ba lỗ này trai gái đều bận được luôn á. Quảng Châu nha, chất nè. Có đang like. Mã 39 kèm theo số ký, size 6 cho đến là 15 kg. Chất đẹp lắm mấy chị ơi. 39k, hôm nay toàn lô Quảng Châu thôi à. Không chốt là siêu tiết luôn á. 39 10 kg. Cho Thanh Thương. Thanh Thương nè. Ngố baby doll hả? Ngố baby doll có mai mới like. Có mai mới like hàng đó lận. Thanh Thương 39.000. Còn set này 8-10 kg nè. 49.000 nha. 49.000, chờ lấy lên em là mã số 1 đi. Mã số 1, 8-10 kg vừa. 15 kg cho Dân Lý. Dân Lý nè. Mã 1 mấy chị lấy mã 1 lên mã 1. Rồi còn bộ này 8-10 kg luôn nè, 39.000 lên em là gấu. Gấu này 8-10 kg vừa nha. Mấy cái này hàng treo móc nè, sale á. Hàng 7-9, 8-9 ngàn không á, sale luôn 39 ngàn. 8-10 kg vừa lên giùm em là gấu luôn. Chị lấy gấu lên gấu. Gấu 39. Gấu 39k. Rồi bộ tiểu thơ này size 8, size 12-24 kg. 49 ngàn. 49 ngàn vàng nha. Baby doll tối mai mới like lận. Bây giờ chưa có về hàng được. Tại vì ngày mai xe nó mới chạy lận. Mai xe mới gửi ngoài đó về mấy chị ơi. 49.000. Rồi này size to, size nhỏ chắc là 12 kg rồi. Cho Lê Quỳnh Hương nè. Lê Hương 39 luôn. Đây lấy cái bộ nhỏ nhất cho Phương Trần ấy. Bộ kẹp á, bộ kẹp ở giữa cho Phương Trần. Cho chị Lợi Phạm một bộ luôn, SML XL. 49.000. Ui có một bộ size đại nè, 24-25 kg, 24-26 kg nha. Size này 25-27 kg thôi mấy chị. 49.000. Lên thì em là mã gấu đỏ. Ngố đỏ, ngố đỏ nha. 26-28 kg. Ngố đỏ 49.000. Tiểu thơ còn màu này nè. Size này là 8 kg cho đến là size này 8-24 kg vừa. Lên giùm em là mã hồng nè, chị nào lấy hồng lên hồng. Rồi mã này xem với chị 39.000 nha. Hồng 39.000. Hồng 39, size 8-24 kg. 8-24 kg vừa nè, bộ em đang cầm là bộ nhỏ nhất luôn á. 39.000. Hồng kèm ký 39.000. Treo trên tường 75.000 chị. Size 10-12 kg vừa nè, Quảng Châu nha. Ok, vỏ xương nè. Quảng Châu 10-12 kg vừa nè, 35.000 luôn. Trời ơi, bộ này 35.000. Em nói về mấy chị mua hàng bộ này rồi là không bao giờ mua được hàng nhà khác luôn á. 35.000 nha, trai gái đều bận được luôn. 10-12 kg nè. Ok, vỏ xương. À, mới gọi hả. Hồng hồng 35.000. Rồi, Minky Mom. Minky Mom bò sữa này size 8 cho đến là 15 kg nha. 35 cho Thanh Thương nè. Bộ đó là siêu mê luôn á.
Thanh Hương có số điện thoại chưa? Thanh Hương lên số điện thoại giùm em với chị ơi. Ngồi đó hai người đang ship đồ, ta gọi đặt mỏ này mỏ thứ ba rồi đó. Bò 29.000, size 8 thì đến là 15kg nè. Bò hàng Minky nha, chị nào lấy bò lên bò nè. Bò 29k 35.000. Bò 29 nè, bò sữa. Chờ neo có một màu đó hả? Bò sữa nha, 29.000 Minky. Chị lấy bò lên bò 29 nè. Bò 29. Rồi vàng luôn, có màu vàng nha. Vàng này còn size 8 đến 12kg thôi. Vàng này còn 8 đến 12kg vừa. Chị lấy vàng lên vàng. Bò 10kg cho Thanh Thương. Thanh Thương nè, 29.000. Bỏ bộ này cho Lê Quỳnh Hương. Còn sắp bộ size to 8kg đến 10kg vừa mấy chị. Caro nè, Caro lên nè, em là mã Caro nha, 39.000. Babydon dập ly. Babydon dập ly. À ba lô. À ba lỗ hả? Hay là ba lô dập ly? Là mẫu nào? 8 đến 10 kg nè. Caro lên giùm em Caro 39.000. Caro 39 nha. Size 8 đến 10 kg vừa. Bộ body size này 5 kg cho đến là 12 kg. Body 5 đến 12 kg nè, 29.000. 29.000 lên giùm em là mã body. Size 5 đến 10 kg vừa, 5 đến 12 kg nha. Body này cài nút bên trên luôn nè, 29. Mã body kèm theo số ký nha chị, 29.000. Nay bán size nhỏ rồi. Size nhỏ mà chị chốt quá trời luôn, còn size đại thì mất tiêu hết trơn à. Rồi bộ váy bò này size 8 kg cho đến là 20 kg, ba lỗ dập nổi à, hết rồi. Ba lỗ dập nổi mà bả comment dập ly. Size 8 đến 20 kg nha. Váy bò sữa nè 35.000. Chị lấy lên em là váy bò. Váy bò 35.000. Bò kỳ này đang hot lắm. Chị tin em đi. 35.000 lên giùm em là váy bò nè. Váy bò 35k. Cho chị mấy cái bộ bi vàng rồi đó. Body 5kg. Cho Tú Lê. Tú Lê là 29.000. Đưa cho chị set con set cà vạt á, ở dưới cùng á. 10-12kg vừa nha. Hàng 69.000, sale luôn 49.000. Lên thì em là mã bi trắng. Bi trắng 10-12kg. Quần Alibaba nè, ống túm dưới này nè, không sợ bị đập gót luôn. 49.000. Body bé trai hả? Body bé trai hết rồi. 49.000, để em sale cho mấy chị set bé trai nè. Rồi bé trai size nhỏ hả? Ok, để chị lên luôn. Rồi lên em là mã mã gì đó. Mã 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 trắng nha, trắng 39.000. Rồi hồng nè, hồng này là 16-18kg. Hồng này 16-18kg vừa, 49.000. Hồng 49k, 16-18kg nha. Lên giùm em là hồng kèm size nè. Ở hồng có 1 bộ à. Hồng 16-18kg, 49.000. Hồng nè, cho Lê Quỳnh Hương nè, giảm 10 luôn, 39.000. Rồi xanh nha, xanh này còn 8-16kg. Xanh còn 8-16kg vừa. Chị lấy xanh lên xanh. 49.000, chất đẹp lắm. Xanh này 8-16kg. Xanh 49 nè. Chị lấy xanh lên xanh nha. Xanh 49k nè. Mấy bộ này đẹp mà Thiên Dung. Bộ này chất đẹp phê luôn á. Hàng 59.000 của em á. Xanh mấy chị ơi. Xanh xanh 49 nè. Đây, bộ này chị nào chưa chốt thì chốt nha. Size này 6kg cho đến là 16kg nè, 45.000. Bộ này bán 49.000 đó. Mê xe 45.000. Xanh số 4. Còn số 3, số 1 với lại là số 5. Không có ba lỗ dập lỗi đâu, hết rồi. Qua được rồi. Rồi lên em là mã Mickey nè. Size 6kg cho đến là 17kg. 6 đến 15kg thôi mấy chị. 45.000 nha. Hàng 49.000 á. Xe 45.000 nè. Trai gái đều bận được mã này luôn. Lên giùm em là mã Mickey MK nè. MK 45k. MK kèm ký luôn. 45.000.
Bé trai size đại hả? Size đại bé trai hông luôn. Số 5 cho Mai Xuân nè. Mai Xuân 49.000. Bộ dài Minky size 7kg cho đến là 12kg vừa. Minky size 7 đến 12kg nè, 39.000. Lên mã mã biển đi, chị nào lấy biển lên biển nha. Minky khung lạnh nè, chất siêu phê luôn. Bộ dài tay size 7kg cho đến là 7 cho đến là 13kg, 12kg. 7 đến 12kg vừa, 39.000. 39.000 lên em màu xanh nha. Chị lấy xanh lên xanh 39. Xanh 39k mấy chị. Có mấy bộ này size nhí nhi à, hàng Quảng Châu nè. Sale luôn. Hàng này nhỏ xíu à. Sale luôn cho Hoa nè. Size này là 7 đến 9kg nha. Bộ này 7 đến 9kg. 39.000. Quảng Châu xịn luôn, 39.000 nè. Lên em là màu, lên mã xanh lá. Xanh lá 7kg đến 9kg vừa, hàng Quảng Châu nha, 39k. Lấy xanh lá lên xanh lá nè. Xanh lá 39. Rồi nâu, nâu này còn 6kg cho đến là 9kg. Xanh lá cho Hoa Hoa nè. Nâu này còn 6 cho đến là 9kg thôi. Chị nào lấy nâu lên nâu nè. Nâu 39.000 luôn. Nâu 6 đến 9kg vừa nha. Mã nâu kèm theo số ký nè, 39. Nhập vô 38.000, bán 39.000. Xanh lá 39.000. Rồi bộ này hôm nay em xả sóc luôn. Hàng 65.000 nè. 65.000. Này xả 49.000. Size 8 đến 18kg mấy chị, 49.000 luôn. 8 đến 18kg nha, 49 nè. Lên giùm em là mã 49 nha. Một bộ này 49.000. Mua tặng cũng được nè mấy chị. Không cần nhất thiết phải mua bận đâu, mua tặng luôn. Chị nào không có bé trai mua tặng cho bạn cho bè rồi nè. Quá cưng luôn. 49.000 set này. Không tin được luôn á. Lên giùm em là mã 49 nha. Mình không có con trai thì mình mua tặng luôn nha. 49.000 nè, quá hời luôn. Set này người ta bán đúng giá là 139.000 á. Nay sale luôn 49.000. Lên em là mã 49 kèm size nè. 49 nè. Ta hoa bỉ ngạn nè. 49.000. Đúng rồi, đang cầm là 8kg, cầm là size nhỏ nhất luôn, đúng không? Đúng rồi, cầm là size nhỏ nhất đó. 17kg cho Nguyễn Chi Nê nè. Nguyễn Chi Nê nè, 49.000. Rồi danh lý hết luôn. Còn 8 đến 13kg. Còn 8 đến 13kg thôi, mấy bộ size bự hết rồi. Còn 8 đến 13kg vừa. Giờ lép 49 lên 49 nè. Size 8kg cho đến là 13kg vừa nha. 49.000. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bộ này 49.000. Không chốt là chốt cái gì bây giờ đúng không? Mã 49 kèm ký giùm em. Size 8 đến là 13kg vừa. Lên 49 kèm size nè. Đây bộ dài. Bộ Minky nè. Minky này còn size 6kg cho đến là 12kg. Minky hồng này còn 6 đến 12kg nè, 29.000. Lên em là mã mã hồng đi. Chị nào lấy hồng lên hồng. 6 đến 12kg vừa nha. Bộ sau lưng bộ nào dạ không vui ơi. 6 đến 12kg 29.000. Minky mơm. Lên hồng giùm em, hồng 29 kèm size nè. Hồng 29 kèm size mấy chị. Hồng hồng. Hồng cho Lưu Thị Cẩm Nhung. Lưu Thị Cẩm Nhung nè, 29.000. Hoa Hoa 29.000, 75.000, size 8 đến 20kg nha chị Hồng Vui. 75.000. Rồi lấy hồng lên hồng 29. Hàng Minky Mom 29.000. 6 cho đến là 12kg.
lên giùm em là hồng kèm size 29 luôn. Còn những bộ cuối cùng á, với lại size nhỏ nữa nên sale luôn 29.000 nè mấy chị. Hồng 29. À, bộ túi này còn size này còn 6 cho đến là 14 kg vừa nè. Túi này còn 6 đến 14 kg nha. 45.000. Lên giùm em là mã túi kèm theo số ký nè. Chị lấy túi lên túi 45.000. Túi kèm ký 45k. Hồng 12 hả? Hồng 12 cho Nguyễn Thủy Băng. Nguyễn Thủy Băng nè. 29.000. Lên lại giùm em số điện thoại chị ơi. Lên lại số điện thoại giùm em nha. Còn bộ bé trai này 16-18 kg vừa. 45.000 đi, lên em là mã 45 nè. Bò sữa. Bò sữa. Bò sữa còn em. Mấy ri bò sữa đại rồi nè, nhí rồi. Nhí nổ. Rồi 16 đến 18 kg 45.000. Lên mã 45. Đấy 45 lên 45 nha. Rồi ba lỗ luôn nè. Ba lỗ hàng 49.000 nè. 16-17 kg luôn. 16-17 kg. Lên giùm em là mã cọp. Cho lấy cọp lên cọp 45.000. 16-17 kg vừa nha. Cọp 45k. Mã cọp 45 nè. Bò sữa này còn size bự à. Màu xanh này còn size 14-16, 14-15 kg nè. Xanh này là 14-15 kg nha, size nhỏ 39.000. Lên giùm em là xanh. Xanh 5. Xanh 5. Rồi xanh này còn 24-26 kg luôn. Bộ này size đại nha, 49.000. Lên giùm em là mã xanh 10 nè. Xanh 10 49.000, 24-26 kg vừa. Những bộ cuối cùng rồi đó. Đấy xanh 10 lên xanh 10. Rồi trắng này còn 2 bộ luôn là hết. Trắng này còn 23-28 kg. 23-28 kg vừa nè. Size số 10 với lại là size số có đang vẫn đang lên luôn. Size 10 cho đến là size 12 nha. 23-28 kg 49.000. Chị lấy trắng lên trắng. Trắng 49 nè. Trắng 49.000. Bộ tôn này còn size nhí nhí nè, xả luôn. Size 8-10 kg vừa nha. 8-10 kg nè. 25.000. Tôn bé trai 25.000. Mùa này mặc tôn là mát mẻ luôn. Mã tôn xanh. Tôn xanh 25. Rồi tôn vàng này 8-12 kg. Tôn vàng nha, 8-12 kg. 12 kg vừa nè. Mã tôn vàng luôn. Tôn vàng 25.000. Tôn xanh tôn vàng 25. Rồi gấu, gấu này là 8-10 kg vừa. Chị lấy gấu lên gấu 25.000. Gấu 25 nha. 8-10 kg. Tôn vàng cho Nguyễn Thủy Băng nè. 25.000. Gấu này size 8-10 thôi. Chị nào lấy gấu lên gấu. Gấu 25. Còn bộ nào size bự bự nữa lên cho mấy chị chốt luôn. Tôn vàng 10 kg cho Thanh Thương. Thanh Thương nè, 25.000. 12 kg hết rồi Bích ơi. Gấu nè, cho Thanh Thương nè. 25.000 luôn. Rồi cam có 25.000 bộ và 4 bộ có 100.000. 12 kg. 12 kg vừa nha. Siêu nhân. Lên giùm em là siêu nhân nè. 12 kg. Siêu nhân 25.000. Còn bộ này 12 kg nữa là hết rồi đó, còn nhiêu là 10 kg à. Siêu nhân 25. 12 kg vừa nè mấy chị. Siêu nhân cho Nguyễn Thủy Băng. 25.000. Rồi gấu vàng. Gấu vàng này 8-10 kg. Gấu vàng nè. 35.000, 25.000. 8-10 kg vừa, xin nhân mua rồi. 8-10 kg nha, lên em là gấu vàng. Gấu vàng 25.000. Lên gấu vàng luôn mấy chị. Xả tôn 25.000. Xả sóc luôn. Gấu vàng, gấu vàng. Siêu nhân có 8-10 kg luôn nè. Lên em là mã cam. Chị lấy cam lên cam nha. 8-10 kg vừa. Rồi xanh lá.
xanh lá này tá nó 10kg nè. Chị lấy xanh lá lên, xanh lá 25.000 bộ. Móc hết đi mấy chị. Mấy bộ sọc sọc mà 19.000 á. Nhớ đâu không? Mấy cây nhỏ quá trời nè. Mấy bộ sọc mà 19.000 á. Rồi xanh lá lên xanh lá. Sọc nâu á 19.000. Nãy chị mới lấy đâu mà chị quên mất tiêu rồi. 25.000 chị ơi. Con hết 12kg rồi. 12kg được có 2-3 bộ à. Bộ bò sữa này mấy chị, bò sữa size 8 đến là 10. Bò size 8 đến 15kg. Bò này 8 đến 15kg vừa nè, 29.000. Chị lấy bò lên bò nha. Bò 8 đến 15kg 29.000. Có bò hồng với bò vàng á, bò vàng là con trai mặc được. Vàng thì còn 8 đến 12kg thôi. Vàng còn 8 đến 12 nha, còn hồng này là còn 8 đến 15 nè. Chị lấy hồng lên hồng, lấy vàng lên vàng 29.000. Hàng Minh Kỳ. Hồng vàng 29.000. Đơn này nay chốt luôn chưa ta, hay để mai chốt? Mai chốt hả? Mai em like một like nữa rồi em chốt đơn nha. Chị nào khách mới inbox giùm em ha. Body. Body size này là 6kg. Body size 6kg cho đến là 10kg vừa. Body là 35.000 luôn. Body này chuyên dòng trong con cưng mấy chị nha. Body 35.000 nè. Size 6 đến 10kg. Mã body kèm theo số ký. Lai này mấy chị được dồn đơn ngày mai nữa nha. Sướng nha. Nay sếp em cho mấy chị dồn đơn thêm một ngày mai nữa. Rồi mới ngày mai em về cái mấy cái lô mà em đăng á, em like xong em đi đơn luôn. Gì sếp? Gì vậy? 12kg không vừa thì ơi. Trời ơi tiền ngốc. Giờ có làm gì đâu. Làm gì? Tới cuối tháng mới sợ thôi chứ. Có lương ngủ chạy chưa? Có lương đến làm chạy. Chị ngủ chưa giờ có gặp trường hợp luôn. Giờ chỉ nhận 5 triệu rồi chứ. Ờ, cho ứng lương. Mấy bộ này đẹp nè. 8 đến 12kg mấy chị chốt liền luôn 39.000. Lên mã chuột giùm em. Trời ơi cái chất nó đỉnh lắm luôn. Chất siêu đỉnh. 8 đến 12kg vừa nha. 39k. Lấy hồng lên hồng. Trời ơi cái quần nè. Bộ này 39.000. Chuyển rồi chưa chuyển ra réo rồi. 8 đến 12kg. Chị nào có bé size này hốt liền giùm em. Bộ này chất đỉnh của đỉnh luôn. 39.000. Mã hồng 39.000. Rồi áo. Áo này size 10 cho đến là 25kg nè. Xả sóc luôn mấy chị luôn. 20.000 cái áo này. Lên em là 20. 10 đến 25kg vừa nha. 20.000 cái áo thiết kế. Lấy 20 lên 20 nè. 20.000 mà sale nữa mà không chốt nữa là nghỉ like. Ngày mai like thêm rồi đi đơn mấy chị nha. Này xả gọi là xả banh nóc luôn rồi nè. Khách em càng là lên hàng giá cao thì chốt mầm luôn. Mà đến khi mà xả rẻ, bữa nay xả rẻ hơn mấy cái mẫu ngày hôm qua, càng là 5.000 đến 10.000 một bộ không á, mà chốt yếu luôn. Còn hôm qua là bán cao hơn hôm nay, mà hôm qua chốt rầm luôn. Thanh thương 20.000. Thanh thương 20. Nguyễn Chi nè 20. Lê Oanh nè 20 nè. Áo 20.000 mấy chị ơi. Tưởng mẫu này mà mấy chị chốt nó là nghĩ làm giận Mỹ Lai luôn á. Áo 20 nha. Còn hồng này chị đâu đấy. Ai? Ở đây. Cái bộ công an sau lưng chị bao nhiêu? 49.000 Trần My ơi. Rồi size này là 10kg cho đến là 24kg luôn. Còn màu này nè 20.000 lên giùm em là mã hồng. Chị lấy hồng lên hồng nè. Hồng 10 đến 20kg vừa 20.000. Mã hồng kèm ký 20.000 hồng mấy chị. Chốt đi, bữa nay bán rẻ lắm. Nói thiệt luôn á. Khuyên chân thành mấy chị luôn. Bữa nay nên chốt đi. Để bữa sau em bán mắc lên đó. Em là bán hàng tùy tâm trạng lắm mấy chị.
Bữa nào mà view cao cao là bán mắc lắm. Là bữa nay mà chị nào mình xem like chốt đi nha. Hồng số 6 cho Lê Oanh 20.000 cái rồi, đúng rồi, Lê Oanh chốt khí thế vô. Hồng cho Lê Oanh số 6. Này không có số mất khổ quá chứ. Cho Lê Oanh 20.000. Còn cái 10, 12 với lại 22, 24 nha. Còn một cái 10, 12 và 22, 24 20.000. Cáo 20.000. Lỗ sắp mặt luôn. Rồi xuất hàng. Xuất hàng những bộ cuối cùng nè. Xuất hàng mấy chị mua nhà khác nhiêu tiền mấy chị. Xuất hàng size 6 cho đến là 10kg vừa 29.000. Chị lấy hồng lên hồng nè, hồng hồng kèm size mấy em nha. Hồng kèm size xuất hàng mấy chị, xuất hàng nè. Nhà khác bán like là bán 55.000 bộ, bán chị 39.000. Hồng nha, 6 đến 10kg. Mã hồng kèm ký luôn 29.000. Rồi heo, heo này 10 12kg nè. Heo này 10 12kg vừa, chị nào lấy heo lên heo. Con trai con gái gì đều bận được mẫu này luôn nha. Có mẫu này là trai gái đều bận được nè. Heo 39.000. Mẫu này không có size 15 rồi chị ơi. Không có size 37kg chị. Size 37kg lâu lâu về là khách nào cũng dặn người hả 6 bộ, người 8 bộ, người 10 bộ hết. Heo cho Nguyễn Thủy Băng nè. Nguyễn Thủy Băng heo 11. Hết heo rồi Hoa Hoa ơi. Rồi còn heo, heo hết heo rồi. Còn heo hồng này con gái nè. Heo hồng này 8kg cho đến là 15kg, 14kg. Heo hồng này 8 đến 14kg vừa nha. Chị lấy hồng, heo vàng lên vàng nè. Màu này là chỉ con gái thôi, 8 cho đến là 14kg vừa nè. Có một bộ này size 14 nè mấy chị, 39.000. Hồng, hồng 39. Mai mốt diệm vàng lô xuất hàng tay dài nữa nha. Chị nhớ đón xem like của em nha. Xả rẻ kinh khủng khiếp luôn. Hồng này còn 8 đến là 14kg. Lên dùm em là mã hồng kèm theo số ký luôn. Hồng kèm ký nè. Hồng kèm ký. Đây nè. Đây nè mấy chị. Hàng 49.000 nè. 49.000 nè. Xả 39.000 luôn. Size 10 cho đến là 13kg vừa. 10 đến 13kg nha, 39.000. Heo vàng 14 cho Phương Trần. Phương Trần à, 39.000. 10 đến 13kg 39.000. Lên giùm em là đỏ. Chị lấy đỏ lên đỏ nè. Đỏ hàng Quảng Châu 39.000 nha. 10 13kg lên đỏ giùm em 39k luôn. Đỏ 39 nè. Đỏ kèo size 39. Rồi mã này mã khác nha. Mã khác này size 8 đến 13kg. Khác nè. Khác 29.000. Chị lấy khác lên khác. Hàng này Quảng Châu luôn, size 8 đến 13kg 29.000. Quảng Châu 29.000 nè. Mã khác kèm ký giùm em 29. Khác, khác 29. Đã sốc luôn á. Rồi bé gái. Bé gái size 8 cho đến là size 10 cho đến là 24kg. Bé gái nè, 10 đến 24kg vừa 39.000. Tay nè có kim tuyến này luôn nè, lên mã vịt. Vịt 39.000 nha, size 10 cho đến là 24kg vừa. Mã vịt kèm theo số ký giùm em. Chị nào lấy vịt lên vịt nè. Vịt 39. Vịt 39 kèm ký. 10 đến 24kg. Mã vịt kèm size đi mấy chị. 39.000 nè, còn có 3 bộ thôi à. Vịt 15 cho Thiên Dung nè. Thiên Dung nè, 39.000. Giờ lấy vịt lên vịt giùm em nha. Vịt 39. Bé trai không hơi. Hàng xịn sò. Size 6kg cho đến là 15kg. Hàng này hàng xịn nha, 49.000 nè. Size 6 đến 15kg vừa. Lên giùm em là xám. Chị lấy xám lên xám 49.000. Đó chất nè. Xám 49. Size 6 cho đến là 15kg. Mùa này là mặc mùa hè là những cái bộ này là chất gọi là bao phê mấy chị. Xám 49.000. Rồi xanh. Xanh này là 16 đến 22kg. Xanh 16 đến 20 thôi. Xanh 16 đến 20 nè. Chị nào lấy xanh lên xanh 49.000 luôn. 16 đến 20kg vừa nè. Xanh 49k.
Cái bộ này mặc vô là nhìn sang chảnh lắm luôn á, đơn giản mà đẹp, không cần phải ở siêu nhân siêu nhiếc gì hết á. 16 đến 20 kg vừa nha. Xanh 49.000. Cái xanh lên xanh nè. Xanh 49.000 giùm em. Xanh và xám 49k. Còn ai lấy thêm gì nữa không chị? Mấy giờ rồi? 21 giờ 45 phút 37 giây. Pyjama nè, chị nào có lấy pyjama bé trai không? Pyjama bé trai chị nào muốn xem không? Bộ Minky size 8-12kg vừa nha. Minky tay dài nè, 8-12kg 39.000. Chị lấy MK lên MK. MK 39.000, size 8-12kg. Hàng Minky mom chất thun lạnh nè. Lên mã MK giùm em. 39.000. MK 39. Rồi hồng. Hồng này còn size 7-10kg. Hồng này còn 7-10kg thôi. Chị nào lấy hồng lên hồng nè, chu cho cái chất nó nè. 39.000 hồng nha, size 7-10kg vừa. Lấy hồng lên hồng. Hồng luôn. Hồng 39.000. Minky mom tay dài 39. Còn ai lấy thêm gì nữa không mấy chị ơi, đừng có im lặng như vậy mà. Hồng hồng 39.000. Hỏi lấy gì cũng không ai trả lời hết mà. Hỏi chốt thêm gì cũng ai trả lời hết. Nhưng mà vẫn cứ xem. Xem gì đam mê hả mấy chị. Còn ai lấy gì thêm không mấy chị ơi. Lê Hằng mới chờ sai cồ không giờ. Ui 16-18kg vừa nha. Minky size to nè, 39.000. Rồi em là mã nhện. Nhện 39.000. 16-18kg. Hàng Minky luôn. Chất nó gọi là nặng ì luôn á. Nhện 39.000. Nhện kèm size nè, 39 nha. Váy nè. Trời ơi, xả cái váy này thử có ai chốt không nè. 14 cho đến là 18kg, 29.000. Lên giùm em là mã 29 kèm size nè. Váy baby doll 29.000. 14 cho đến là 18kg. 14-18kg nha, 29.000 á. Lên mã váy 29.000. Váy 29. Ui bộ xám hàng Quảng Châu nè. Size này là size 8 cho đến là 15kg vừa. Size 8-15kg nha, 39.000. Thể thao chưa? Lấy xám lên xám, hàng Quảng Châu xịn nha chị nha. Ráng bỏ thêm mấy ngàn nữa giùm em mua bộ đồ Quảng Châu xịn nè. 39.000, bỏ thêm 4.000 nữa thôi. Xám 39, size 8kg cho đến là 14kg. 8-14kg vừa. Chất Quảng Châu nha, nhận hàng không phải Quảng Châu cứ quay đầu hàng về đây cho em. Xám kèm size. Xám thanh thương nè, 39.000. Giờ lấy xám nó lên xám 39. Trời, cái váy này không ai lấy luôn hả? Bộ pyjama size 10-12kg. Pyjama 45.000. Lên em là mã 45 nè. Trai gái đều bận được mã này luôn. 45.000, 10-12kg vừa. Lấy 45 lên 45. 45k. Ui 8-10kg vừa nè, 39.000. Lên em là đỏ 39. Đỏ 39k nha. Size 8-10kg. Lấy đỏ lên đỏ 39.000. Đỏ kèm ký 39.000. Váy ton 10-12kg vừa nè mấy chị. Váy ton nha, 10-12kg 29.000. Chị lấy ton lên ton 29. Ton 29k. Đây bộ vàng này size 8-20kg là 75.000. 75.000 kèm túi luôn nha, 8-20kg. Lên em là mã vàng 75. Vàng 75 kèm theo số ký nè. Có một cam nữa. Chị lấy cam lên cam, lấy vàng lên vàng 75.000. Và bộ khủng long này size 8-20kg luôn. Khủng long 8-20kg luôn nè, kèm túi luôn nè, túi thiệt luôn á. Mũi này về rồi dẫn con đi xin tiền ông bà rồi này kia đó. Bữa giờ mới mặc cái xin ba đó.
75.000 quần túi hộp nha, lên em là mã khủng long. Chị lấy khủng long lên khủng long 75. Khủng long 75 cho anh. Cái này 8 cho đến là 13 kg vừa nè. 6 đến 13 kg chị. 6 đến 13 kg nha, 39.000. Lên giùm em là set đi, giờ lấy set lên set 39 nè. Set 39. Size 6 cho đến là 13 kg. 39.000. Kèm theo số ký giùm em luôn. Set 39.000 kèm theo số ký nè. Còn ai lấy thêm gì không mấy chị ơi? Ngay xả, để em xả mấy mẫu này cho mấy chị thử coi mấy chị xem ha. Set cho Thanh Hương. Thanh Hương 39.000. Còn có mình bà Thanh Hương mua đồ. 10-12 kg vừa nha, 10-12 kg nè. Cột cái nơ này thiệt là sang chảnh vô. 10-12 kg mấy chị. 35.000 luôn. Cái áo này không là đủ tiền 35.000 rồi. 10-12 kg vừa nha, 35.000. Lên em là mã 35. Một set duy nhất luôn. 35k. Lấy 35 lên 35 nè. Mặt này là sang chảnh cực độ luôn. 35.000. Rồi xả thử coi ai chốt không nha. 12 ký mã 35 cho Tú Lê nè. Tú Lê. Rồi 10-12 ký luôn, 29.000. Nay chủ yếu là bán cho mấy chị đủ đơn thôi đó, chứ mà không có lời lã ngày nào luôn. 29.000. Lên em là mã 29 nè. 10-12 ký vừa. 29.000. Lấy 29 lên 29. Ba lăm hết rồi. Size này 6 kg đến 8 kg vừa nè. 29 cho Thanh Thương nè. 29 chị Lung Lê hết rồi. 6 đến 8 kg nè. Rồi 35.000 luôn đi, 35.000 nha. Lên giùm em là đỏ. Hoa đỏ, 35.000, một set duy nhất luôn. Size số 1 35.000. Mã hoa đỏ 35. Rồi. Đây 8 đến 10 kg vừa nha, đỏ cho Trần My nè, 35.000. 8 đến 10 kg 35.000 luôn. Lên em là mã váy. Chị lấy váy 35 lên váy 35 nè, sang chảnh chưa. Váy 35. Size 8 đến 10 kg vừa nha. Lấy váy lên váy nè. Ngọc Tiền hả? Chưa có xem tin nhắn luôn. Để lát nữa em coi nha. Đỏ váy cho Thanh Thương nè, 35.000. Rồi 35.000 luôn mấy chị ơi. 8 đến 10 kg vừa nè. Còn size nhỏ nhỏ không mà sale luôn. 8 đến 10 kg vừa nha, 35.000. Lên mã váy vàng. Hoa vàng nè, dáng baby doll, 8 đến 10 kg. Chị lấy hoa vàng lên hoa vàng giùm em nè. Hoa vàng 35.000. Rồi một set nhỏ xí xí à. 6 kg 7 kg vừa thôi. Sale với chị luôn 25.000. 6 kg 7 kg nha, bộ thiết kế bé gái nè. 25. Lấy 25 lên 25. 25 xu. 25 nha. Rồi. Size này 8 cho đến là 14 kg. 25 cho Trần My nè. 6 cho đến là 14 kg vừa. 39.000. Chị lấy hoa xanh lên hoa xanh nè. 8 đến 14 kg vừa. Hàng này xịn lắm, có sạc tia phía sau luôn. Hàng này là của Violet mấy chị, chuyên dòng xốp mà xốp xịn cao cấp luôn á nha. 39.000 hoa xanh nè. Lên mã hoa xanh giùm em. Hoa xanh kèm ký. Hoa xanh kèm theo số ký luôn, 39.000. Váy baby doll này còn 20-22 với lại là 10-12. Baby doll nè. Mấy cái váy nàng thơ đó mấy chị. Rồi xả luôn 40.000. Lên em là mã 40 kèm ký nha, 10-12 với lại là 20-22. 40.000 một cái váy baby doll nè. Rút dây hai bên. Hàng của TH đó, 40.000. Hàng này hot lắm luôn á. Mấy mẫu này người ta dành không có luôn mấy chị. Hàng bữa nay xả ra nè. 40.000 nha, 10-12 với lại 20-22. Form này to lắm, 20-22 mà cũng 24 kg vừa luôn. Lên em là mã váy 40.
bán 40 ngàn ký. Bán 40 ngàn ký nha. Rồi xét PPR còn 2 xét nè. Thôi cái đó đừng lấy nữa lần Hương ơi, còn có hay lắm. Còn có 2 cái hả? Thôi đừng lấy. 8 đến 10 ký vừa nè, với lại là 14 15 ký nha. Xét PPR. Còn có 2 cái rồi. Rồi PPR. PPR 49.000 còn 2 set nha. 8 đến 10 với lại là 14 16 ký vừa. PPR 49k nè. Chị lấy PPR kèm theo số ký giùm em. 14 16, form này to lắm, 14 16 với lại là 8 đến 10 ký nha. 49.000. Chu hàng 69.000 này xả 49.000 nè. Mã PPR 49.000, set này có hình mẫu mặt siêu cân luôn. Đăng hình lên mấy chị hỏi rầm rầm. Bán 59.000 chốt sập máy luôn, bán giờ còn 2 bộ. Xe 49.000. Dạ không vừa, 14 ký không vừa đâu chị. Rồi lên em là mã PPR nè. PPR 16 cho dân lý nè. 49.000. Rồi còn PPR hết rồi, Hoa Biên Ngạn ơi. 15 16 ký hết rồi. 14 đến 16 ký vừa nè. Pyjama bé gái lụa hàng nha, 45.000. Lên em là hồng 5. Mã hồng 5 45.000, 14 15 ký. Chị lấy hồng 5 lên hồng 5 nè. Hồng 5 45.000. Hồng 5 lên giùm em hồng 5 45. Rồi còn một cái váy này size số 4. 11 đến 13 ký nha. 39.000. Lên giùm em là hoa vàng đi, hoa vàng 39.000. Chị lấy hoa vàng lên hoa vàng. Pyjama hết rồi. Pyjama hết. Hoa vàng của chị 49.000. Bộ dài size 8 đến 28 kg. Size 8 đến 28 kg, 28 đến 30 kg luôn. Trời phong to đùng à. Xả sốc luôn 39.000. Lên mã dài nha. Hàng xốp như thế nào là chất này nó vậy luôn á. Hàng siêu xốp 39.000 à. Size 8 đến 28 kg. Bộ này không xỉ nha mấy chị nha, bộ này không xỉ. Bộ này nhập vô là 35.000 rồi. Bộ dài nè. Bình thường mấy bộ ngắn không là đã bộ ngắn không đã 35.000 rồi đúng không? Mà bộ dài nè, bộ dài này sale luôn 39.000. Hàng 59.000 á, sale 39.000. Size form to đùng luôn, size số 8 mà nó cỡ như là 30 32 kg gì đó. 39.000, chất đã lắm luôn á, mặc bộ này không biết bao giờ mới hư. Chị nào có bé size này là hốt liền cho em. Mã dài kèm ký nè, 39. Lấy dài lên dài 39 nè. Rồi gấu nè, chị nào còn hai màu này thôi. Size 6 đến 18 kg 45.000. 6 đến 18 kg 45.000 lên giùm em là mã gấu. Chị nào lấy gấu lên gấu. Gấu kèm ký nha 45. Dài 11 cho Nguyễn Ngọc Huyền. Chất nó đẹp phê luôn á. Nguyễn Ngọc Huyền 39.000. Chị nào lấy dài nữa không? Bộ hồng 5. Hồng 5 cho Thiên Hương nè. Gấu gấu size 6 cho đến là 18 kg 45.000. 6 đến 18 kg. Bả đang xem cái bả comment không được, bả vô tin nhắn bả chốt. 45.000. Lên em là mã gấu 45 nha. Size 6 kg cho đến là 18 kg vừa. Rồi có màu cam nữa, chị nào lấy cam lên cam luôn. Cam 45.000. Còn ai lựa gì nữa không mấy chị ơi? À đây mấy bộ 19.000 nè. 19.000 size tầm 6 kg cho đến là 10 kg thôi nha. 19.000 bộ đuổi 19.000 nè. Xả luôn 19.000. Chị lấy 19 lên 19. Còn có size nhỏ thôi nên sale 19.000 á. Trai gái đều bận được mã này luôn. Đuổi này là đuổi xịn nha. 19.000. Chị lấy 19 lên 19. 6 kg cho đến là 10 kg. Mã 19 kèm theo số ký giùm em. Nguyên một bộ đuổi về nè, hàng Quảng Châu luôn. 19k. Còn mấy bộ cuối cùng.
Còn được 4 bộ mấy chị ơi. Còn 4 bộ 19 ngàn. Chính cho Thanh Hương nè. Thanh Hương 10kg nè. 8 đến 10kg 19 ngàn mấy chị. Size 6 đến 10kg nha. Lấy 19 lên 19 giùm em nè. 19 ngàn một bộ. Không bằng giá sỉ của em nữa. Sỉ nhập vô là 29 ngàn rồi. Rồi bộ này 29 ngàn. Màu vàng. Vàng này 7 đến 9 kg vừa. Vàng này 7 kg 9 kg nha, 29 ngàn. Lên mã vàng 1. Vàng 1 này 7 kg đến 9 kg nè. Chị lấy vàng 1 lên vàng 1 nè. Trời còn size nhỏ không, mới ngồi chịu khó like từng bộ. Mấy chị thấy khổ ghê không? Size bự nữa, size mà đến 20 hai mấy kg nữa là chốt. Ro ro luôn. Rồi hồng nha. Chất này len tâm thun lạnh á. Thun lạnh mà len tâm mát rồi rồi. Size này là 7 kg cho đến là 13 kg vừa nè. 7 đến 13 kg nè. Vàng 1 cho Thanh Thương nè. 29 ngàn. 7 đến 13 kg vừa, lên giùm em là mã hồng nha. Chị nào lấy hồng lên hồng. Chất nó xịn lắm luôn á. Hàng 39 ngàn của em á. Ờ còn mình bà Thanh Thương bấm mua hàng thôi à. Mấy chị khác ngồi xem cho đỡ gì. Rồi lên em là mã dây hồng nè. Dây hồng size 8 cho đến là 13 kg. Dây hồng kèm kiếm chị ơi. Dây hồng 29 ngàn. Dây hồng 29 nha, xả 19 ngàn luôn mà không chốt luôn là cũng không biết phải chốt cái gì hết. Đây nè, 6 cho đến là 10. Có váy bé 15 16 kg. Bây giờ cái gì cũng có hết luôn á, mà lên chốt yếu quá. Chị làm biến lên quá. 6 cho đến là 10 kg nè mấy chị, 19 ngàn. Chốt giùm em hết mấy bộ này đi. Lên em là mã 19 lên gái đi hả? Bữa nay like, mai like một like nữa. Ngày mai like một like nữa rồi mới đi đơn mấy chị nha. Mai like thêm like nữa rồi đi đơn sao. Dây hồng có size 15 không? Không có size 15 luôn. Bây giờ còn lẻ size rồi chị cũng chịu luôn. 19 Thanh Thương có rồi. Size 7 đến 15 kg vừa nè, 45 ngàn. Có bữa nay mới xả giá này thôi đó, chứ bữa sau là la nguyên vàng váy luôn 59 ngàn hết. Ngày mai chắc lai váy thôi, mai lai váy nguyên vàng luôn. Nâu, nãy Thanh Thương có màu gì rồi em? Này, Thanh Thương màu này nè, màu gì? Màu giống nhau Thanh Thương ơi, màu giống nhau á. Màu đỏ này còn size 9kg à. Màu đỏ này còn 7 đến 9kg thôi à. Rồi hoa xanh 45 ngàn nè. Bộ nào giống bộ kia á, giống bộ kia á, giống bộ nãy em lấy chị á. Còn cái màu kia là nó có 7kg đến 9kg thôi. Còn có cái màu mà em chốt cho chị là mới có 10kg. Để mất công về không vừa. Rồi lên em là mã hoa xanh nha. Hoa xanh nè, 45 ngàn, size 7 đến 15kg vừa. Lên hoa xanh giùm em. Váy mà có 45 ngàn à. Mã hoa xanh 45 nè. Lấy hoa xanh lên hoa xanh. Thôi nghỉ mấy chị ơi. Nghỉ đi. Nghỉ ngày mai like tiếp nha. Bye bye mấy chị.